Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. chương 951, mau thu hồi hồn lực. Nếu không nhờ có giản tự tại, với thực lực của hắn, dù sử dụng tháp giới ngục cũng không thể tiêu diệt được nhà họ cổ. Vì thế, Diệp Huyên vẫn hiểu rất rõ thực lực của mình. Mà bây giờ đối đầu với quỷ môn này, dù có đế khuyển giúp đỡ, nhưng hắn vẫn không dám lơ là. Diệp Huyên cầm kiếm đi về phía quỷ môn xa xa, đúng lúc này một bóng dáng màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt diệp huyên bóng đen này trông rất kỳ lạ như một cái bóng vậy bóng đen nói diệp huyên sao người có thể tới đây giọng nói vô cùng khó hiểu diệp huyên chợt cất lời giết đế khuyển ngây người sau đó hỏi không trò chuyện trước à mặt diệp huyên không chút cảm xúc nói cái gì nói về cuộc đời sao đế khuyển trước mắt hình như cũng phải rất nói nó nhảy lên một cái cái bóng đen phía xa giận dữ nói diệp huyên ngươi khinh người quá đáng ngươi ầm uhm. đế khuyển vừa xông lên cái bóng đen kia đã lập tức nổ tung đế khuyển nhíu mày đây không phải bản thể diệp huyên ngẩng đầu nhìn lên thềm đá cao nhất phía xa lúc này tần tôn giả và dư thiên đang đứng đó nhìn xuống hắn diệp huyên cầm kiếm đi lên trên thềm đá đế khuyển vội đuổi theo. Diệp Huyên kéo lê kiếm, mỗi một bước hắn đi, thanh kiếm cũng sẽ vẽ ra một đường thật sâu trên thềm đá. Trên chỗ cao nhất, Dư Thiên nhìn chầm chầm Diệp Huyên, Diệp Huyên, bây giờ ngươi rời đi thì còn có cơ hội được sống. Diệp Huyên nói, bọn họ đang kéo dài thời gian, giết. Sứt lời, tốc độ của hắn tăng nhanh, gần như chớp mắt một cái đã đi tới trước mặt Dư Thiên và Tần Tôn Giả, sắc mặt hai người thay đổi, tần tôn giả đánh một trường về phía trước, đánh nứt không gian trước mặt ông ta. Thanh kiếm của Diệp Huyên còn chưa đến, đế khuyển đã đập một vuốt lên lòng bàn tay của tần tôn giả. Ân. Không gian xung quanh bọn họ lập tức nứt ra, tần tôn giả liên tục lùi về sau, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đầu tần tôn giả, chém một kiếm xuống. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tần tôn giả thay đổi, ông ta giận dữ gào lên, giơ tay đỡ lấy kiếm của Diệp Huyên. Một quyền này đấm ra, linh hồn chi lực mạnh mẽ như núi lửa phun trào xuất hiện. Nhưng Diệp Huyên lại cười châm chọc. Sau khi linh hồn bị tách ra, linh hồn của ông ta bắt đầu mờ đi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Tần Tôn giả hơi khó hiểu, ông ta nhìn Dư Thiên ở một bên, sao ông không ngăn cản hắn? Dư Thiên lặng lẽ chớp mắt một cái rồi đáp, quên mất. Tần Tôn giả Chương 952: Đối mặt trực diện. Linh hồn của Tần Tôn giả ngày càng mờ đi, ông ta biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Trong chút thời gian cuối cùng này, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, lão phu không phải thua ngươi, không phải. Nói xong, ông ta hoàn toàn biến mất. Trên đời đã không còn Tần Tôn giả này nữa. Đương nhiên Diệp Huyên biết Tần Tôn giả có ý gì nếu lúc đầu không có đế khuyển quấy nhiễu thì hắn hoàn toàn không thể giết chết ông ta. Có thể nói cái chết của tần tôn giả có một nửa công lao của đế khuyển. Đương nhiên những chuyện này đều không có ý nghĩa gì với hắn. Vì hắn đến đây không phải để luận võ, mà là để giết người. Hắn sẽ không ngu đến mức đấu tay đôi với đối phương, hắn chỉ sẽ nghĩ cách làm sao để giết chết đối phương thôi. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Dư Thiên ở cách đó không xa, sắc mặt ông ta hoàn toàn thay đổi, lùi đến trước cửa cung điện, nhìn chầm chầm Diệp Huyên, Diệp Huyên, quỷ môn ta. Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Dư thiên biến sắc, ông ta lùi về sau, sau đi đi lên trên một chút, tấm bùa đỏ như máu trên cung điện đột nhiên bay xuống. Diệp Huyên ở phía xa khẽ nhíu mày, trong lòng có cảm giác không ổn, lúc này, tấm bùa đỏ kia đột nhiên biến thành một đóm lửa, sau đó, một cái bóng màu đen bay ra từ bên trong, sắc mặt diệp huyên hoàn toàn thay đổi hắn giơ kiếm chặn lại ầm sau một tiếng vang trầm đục diệp huyên lùi về dưới thềm đá bóng đen kia lại xông về phía diệp huyên một lần nữa nhưng đúng lúc này đế khuyển đột nhiên xông lên ầm một âm thanh lớn đột nhiên vang vọng một giây sau đế khuyển lùi về trước mặt diệp huyên đối mặt trực diện ầm trên không trung một người một thú vừa chạm vào nhau đã khiến không gian chấn động, sau đó, cả hai liên tục lùi về sau, nhưng đế khuyển lại xông lên một lần nữa. Rõ ràng nếu so cơ thể, đế khuyển vẫn mạnh hơn. chương 953, Nhất kiếm định hồn. Nhìn thấy đế khuyển chiếm lợi thế, Diệp Huyên yên tâm hơn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Dư Thiên, ông ta đang muốn nói chuyện, Diệp Huyên giẫm nhẹ chân phải bay lên trên, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở trước mặt Dư Thiên. Rút kiếm chém nhìn thấy Diệp Huyên chém tới, Dư Thiên thay đổi sắc mặt, ông rậm chân phải, đấm ra một quyền. Ầm. Um. Quyền kiếm chạm vào nhau, Dư Thiên lập tức lùi nhanh về sau, lùi thẳng vào trong cung điện, mà Diệp Huyên cũng lùi lại khoảng trăm trượng. Nhưng lúc Diệp Huyên lùi lại, một tia kiếm quang màu đen đột nhiên xuất hiện. Trong điện, cảm nhận được tia kiếm quang này, sắc mặt Dư Thiên hoàn toàn thay đổi vội vã bay lên trên nhưng vẫn chậm một chút một tia kiếm quang xuyên thủng qua bả vai của ông ta kiếm khí âm linh sau khi dư thiên dừng lại ông ta vội nhìn xuống bả vai mình lúc này bả vai của ông ta đang nhanh chóng mục nát nhìn thấy cảnh này sắc mặt dư thiên lập tức trở nên dữ tợn ông ta ngẩng đầu nhìn diệp huyên ở cách đó không xa nhưng diệp huyên lại biến mất dư thiên hít mắt chắp hai tay lại xá suốt lời ông ta tách hai tay ra một hồn thể quỷ mị đột nhiên bay ra từ trong lòng bàn tay của ông ta một giây sau một cái miệng to như chậu máu muốn cắn lấy diệp huyên diệp huyên không hề tránh né còn đâm một chiêu kiếm ra nhất kiếm định hồn hồn thể kia vừa tiếp xúc với chiêu kiếm này đã lập tức hét lên một tiếng sau đó liên tục lùi về sau nhưng còn chưa lùi được mấy bước thân thể của nó đã lập tức mở đi diệp huyên quay đầu Dư Thiên đã biến mất tăm. Ầm. Uhm. Thanh kiếm kia chém đổ đại điện, mà Diệp Huyên vẫn không dừng lại, hắn cầm kiếm bay về phía xa, sau khi hắn xông lên, một vài đệ tử của quỷ môn bắt đầu chạy trốn. Mà Diệp Huyên cũng không định bỏ qua cho những đệ tử này, vô số kiếm khí không ngừng bay trong không trung, chẳng mấy chốc, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Diệp Huyên cầm kiếm xông về phía trước, vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, quỷ môn muội muội của ta đâu? Audio điện tử võ tấn bền chương 954 Nói xong, hắn đột nhiên chém một nhát sang bên phải. Xoẹt Một tia kiếm quang bay ra, quỷ ảnh cánh đó mười trượng lập tức bị chém nát. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới một nghĩa địa âm u, lúc hắn muốn xông vào, một tiếng hét giận dữ vang lên, làm càn. Diệp Huyên, đây là nhà thờ tổ của quỷ môn ta ngươi diệp huyên đột nhiên quát lên tổ tông chết tiệt suốt lời hắn xông về phía trước chém xuống một kiếm sắc mặt người nói chuyện hoàn toàn thay đổi người này đang muốn nói tiếp một giọng nói đột nhiên vang lên mau rút lui nhưng giọng nói này vừa vang lên diệp huyên đã chém một kiếm xuống đầu người đàn ông vụt cơ thể người đàn ông kia lập tức bị chém làm đôi máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía đó, Dư Thiên đang đứng ở đó, mà lúc này, ông ta chỉ còn lại nửa người. Dư Thiên nhìn chầm chầm Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên chĩa kiếm vào Dư Thiên, muội muội của ta đâu. Dư Thiên gần giọng nói, Diệp Huyên, nếu ngươi còn giết thêm ai nữa, ta nhất định sẽ khiến muội muội ngươi muốn sống không được, muốn chết. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên sông lên, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, vì hắn đang sử dụng đạo tắc không gian. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên sông lên, sắc mặt Sư Thiên hoàn toàn thay đổi, ông ta dứt khoát vứt bỏ thân thể, linh hồn thì rút lui. Ấm. Uhm. Nói đến đây, ông ta không nói tiếp nữa. Vì Diệp Huyên cách ông ta ngày càng gần. Sư Thiên không thể bận tâm được gì nữa, lập tức lùi nhanh về sau. Ông ta cố hết sức kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyên. Bây giờ đương nhiên ông ta không dám giao thủ với Diệp Huyên, nếu giao thủ, ông ta sẽ chết chắc. Chương 955, nóng tính. Kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyên đều chuyên tấn công linh hồn. Dư Thiên cũng rất uất ức, nếu không phải kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyên quá ảnh hưởng đến quỷ môn, thì dù Diệp Huyên có yêu nghiệt hơn nữa cũng không thể là đối thủ của ông ta sở dĩ ông ta thua là vì bị kiếm và kiếm kỹ của Diệp Huyên kiềm chế. Diệp Huyên cầm kiếm điên cuồng sông lên, thấy không thể đuổi kịp sư thiên, hắn quay đầu bắt đầu đuổi theo mấy đệ tử của quỷ môn, chẳng mấy chốc, xung quanh đã chất đầy xác người. Nhìn thấy đống thi thể kia, sắc mặt sư thiên cực kỳ khó coi, ông ta không ngờ quỷ môn lại bị một người một chó dồn ép đến mức này. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, một bóng người xuất hiện trước mặt ông ta, chính là người đàn ông giao thủ với đế khuyển khi nãy. Dư thiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, đế khuyển chậm rãi đi tới, nó nhìn người đàn ông trước mặt dư thiên, khinh thường nói, hóa ra là sử dụng bí pháp kích thích tiềm năng của thân thể, chẳng trách có thể đấu lại ta. Nói xong, nó nhìn về phía dư thiên, đang muốn ra tay, dư thiên đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên đang giết người ở cách đó không xa, Diệp Huyên, ta dẫn người đi gặp muội muội. Cách đó không xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, nhưng một giây sau, hắn vung tay phải lên, một tia kiếm quang chém ra, đầu một tên đệ tử cách đó mấy chục trượng lập tức rơi xuống đất. Diệp Huyên nhẹ nhàng cong ngón tay, phi kiếm lại bay về trong tay hắn, hắn xoay người đi về phía Dư Thiên, lúc này, Dư Thiên không thể rút lui, vì có đế khuyển ở đây, ông ta hoàn toàn không thể rút lui. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, sau khi đi tới trước mặt Dư Thiên, hắn dừng lại, ở đâu? Dư Thiên nhìn Diệp Huyên, đi theo ta. Bản thân nó cũng rất nóng nảy, trước đó không thích Diệp Huyên lắm là vì Diệp Huyên không nghiêm túc, cả lơ phất phơ, mà bây giờ, nó phát hiện thật ra tên này vẫn sẽ nổi nóng, còn vô cùng nóng nảy nữa. Chẳng mấy chốc, Dư Thiên dẫn Diệp Huyên và đế khuyển đi tới một chân núi, Dư Thiên ngẩng đầu nhìn lên, giữa sườn núi treo mấy cái quan tài, không nhiều, chỉ khoảng 10 cái. Diệp Huyên cũng ngẩng đầu nhìn những quan tài kia, nhẹ giọng nói, ở trong đó. chương 956, mau đánh thức con bé. Sư Thiên nói, lúc chúng ta dẫn nàng ta đến, vốn dĩ muốn lập tức luyện chế nàng ta thành quỷ thể, nhưng chúng ta phát hiện thể chất của nàng ta không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta, có thể là thể chất đôi, cũng có thể nói là thể chất ẩn giấu, Nói chung là rất đặc biệt, có thể nói thể chất này rất hiếm có, vì thế, chúng ta không dám tự ý quyết định, bèn nhốt nàng ta lại, chuẩn bị đợi môn chủ về quyết định, nhưng không ngờ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xoay người chém một kiếm xuống, một cánh tay của Dư Thiên bay ra ngoài. Diệp Huyên kề kiếm lên cổ Dư Thiên, quát lên, bớt nói nhảm đi, con bé ở đâu? Dư Thiên, chuyện xuyên nhanh. Chỉ cần liếc mắt một cái, dư thiên đã nhận ra diệp huyên đang đứng trên bờ vực sụp đổ biết hắn có thể làm ra bất kỳ điều gì trong trạng thái này ông ta vội vã chỉ vào một quan tài gỗ đang lơ lửng trên không chính là cái đó diệp huyên lập tức lao đến như một mũi tên vung kiếm nện xuống nắp quan tài bật ra để lộ một hình hài nho nhỏ bên trong chính là diệp liên cô bé lẳng lặng nằm trong quan tài hai mắt nhắm nghiền giữa trán là một tấm phù quanh thân toát ra khí tức quỷ quái. Diệp Huyên nhìn thân thể bất động của muội muội, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Đời này hắn chỉ vì một mình Diệp Liên mà rơi lệ. Bàn tay hắn run rẩy nâng lên, bóc lá bùa trên gương mặt muội muội đi. Nhưng thấy cô bé vẫn mê man không tỉnh, hắn thoáng sửng sốt rồi vọt đến trước mặt Dư Thiên, chống mũi kiếm vào trán ông ta, thét lên, sao con bé còn chưa tỉnh. Dư Thiên hạ giọng đáp, cô bé đang ở trong giai đoạn dưỡng hồn, hồn phách đang say ngủ rồi. Thấy hắn không nói gì, ông ta tiếp lời, chỉ còn một cách duy nhất, đó là dùng ngươi làm trung gian để thi triển. Bỗng nhiên, giọng nói của tiểu hồn vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, ta có thể đánh thức cô bé. Vừa nghe xong, Diệp Huyên siết tay, thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu Dư Thiên. Ông ta trợn mắt nhìn hắn đầy khó tin, ngươi chương 957, cánh cửa im lìm. Nhưng Diệp Huyên đã trở lại trước quan tài kia, nhìn Diệp Liên nằm bên trong, khẽ khàng hỏi, tiểu hồn, người có thể đánh thức em ta dậy thật sao? Đúng vậy thưa tiểu chủ, nhưng cần có thời gian, ta sẽ đưa cô bé vào kiếm trước, tiểu hồn đáp. Sau đó cô bé trong quan tài hóa thành một chùm sáng đen rồi biến mất. Diệp Huyên đang toàn rời đi thì bỗng dừng bước, lướt nhìn bốn phía một lượt rồi thoát cái biến mất đế khuyển ở một bên thấy vậy thì lắc đầu biết tổng hắn muốn làm gì rồi đáp án chính là vơ vét diệp huyên sục sạo khắp nơi chỉ cần thấy vật phẩm nào hữu dụng đều sẽ thu vào túi chỉ trong chớp mắt toàn bộ bảo vật của quỷ môn đã bị hắn điên cuồng vét sạch khi hắn định rời đi tiểu hồn lại lên tiếng tiểu chủ mang cả những quan tài kia theo đi quan tài ư diệp huyên kinh ngạc nhìn lên sáu chiếc đang lơ lửng trên vách núi kia bèn tung mình lên không chút do dự thu chúng vào túi rồi hắn trở lại bên người đế khuyển hạ giọng nói chúng ta đi nó cao mày phản phệ à diệp huyên gật đầu việc sử dụng kiếm chấn hồn và trang phục chư thần đã khiến hắn hao tổn quá nhiều sức lực thân thể đang bắt đầu bị phản phệ đế khuyển thấp giọng nói hay đợi hồi phục rồi hãy đi ra Tiểu hồn suy tư trong một chốc rồi nói, thần vật bậc này chắc chắn có linh. Tiểu chủ có thể thử lay lay nó xem có thể dinh đi không? Lay lay á, nói như thể hắn hay làm thế vậy. Diệp Huyên nghe mà đen cả mặt nhưng vẫn đi đến trước cánh cửa kia, lên tiếng, người ở đây cũng không có tương lai gì, chỉ bằng đi theo ta. Cánh cửa im lìm, chương 958, khách khí. Diệp Huyên suy nghĩ một phen, đoạn một tòa tháp đen chợt hiện ra từ giữa chân mày hắn. Cho dù chỉ là bóng mờ nhưng sự xuất hiện của nó cũng khiến thiên địa biến sắc, cường giả bốn phía hốt hoảng lùi lại. Khi hắn thu tháp giới ngục về rồi xoay người rời đi, cánh cửa sau lưng lại chợt run lên, hóa thành một tia sáng đen bay đến trước mặt. Rõ ràng là nó chỉ muốn theo tháp giới ngục chứ không phải theo hắn. Hắn không khỏi thở dài, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt thu cánh cửa vào tháp giới ngục rồi, Diệp Huyên mới quan sát bốn phía một phen, đang định mở miệng thì thấy đế khuyển ngẩng phát đầu dậy nhìn về phía chân trời. Một khắc sau, nó biến sắc thốt lên, có người đang xé không gian đi đến đây, tối đa mười hơi thở nữa sẽ đến. Thắng nổi không, Diệp Huyên hỏi. Thấy đế khuyển không đáp, hắn quyết đoán nói, rút lui. Vừa dứt lời, hắn và đế khuyển đã biến mất, để lại những người khác chố mắt ra nhìn, mới thế thôi đã đi rồi sao? Đúng lúc ấy, không gian bốn phía bỗng run rẩy kịch liệt trước khi vỡ toang thành một lỗ thủng. Một người đàn ông trung niên bước ra, dẫn theo từng đợt không gian vặn vẹo khắp nơi. Đam Mỹ hài. Môn chủ Quỷ môn, Lý Trường Phong. Có người thấp giọng kêu lên khiến những người khác hốt hoảng ra mặt. Lý Trường Phong bước lên trước, nhìn nơi trống giống đã từng có cánh cửa kia thì thầm, chỉ mới ra ngoài có một chuyến thôi mà. Ông ta đảo mắt nhìn khắp bốn phía, ai có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra ở đây? Môn chủ quỷ môn nhẹ giọng nói, mong tiên sinh giúp ta tìm kiếm tung tích của người này một chút. Thấy đối phương do dự, ông ta lại hỏi, có vấn đề gì sao? Mộ Châu cười khổ, Lý Tiền Bối à, ta không thể tự quyết định chuyện này được, xin tiền bối hãy đi tìm các chủ đi thôi. Diệp Huyên hiện giờ là một kẻ điên toàn tập, hơn nữa lai lịch của thế lực sau lưng hắn vẫn còn nằm trong sương mù, một khi điều tra có thể dẫn đến tai họa ngập đầu cho Bách Hiểu Các, hỏi Mộ Châu làm sao dám cho được. Nhưng đồng thời ông ta cũng không dám thẳng thừng từ chối vị trước mắt này. chương 959 Lý Trường Phong trông thì ôn hòa như vậy nhưng thân phận của ông ta chính là môn chủ quỷ môn, một trong những cường giả thiên vực, sánh ngang với các chủ bách hiểu các. Đối phương nghe mộ châu nói vậy thì gật gù, khẽ cảm thán ta hiểu rồi. Xem ra lai lịch của tên này không đơn giản chút nào. Nói xong, ông ta đã biến mất. Mộ châu thấy vậy thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng rời đi. Rất nhanh sau đó, những gì xảy ra ở quỷ môn và cả cái tên Diệp Huyên đã được lan truyền khắp thành vị ương. Trong mái đình nhỏ trên hòn đảo đơn côi nọ, Lý Trường Phong nhấp một ngụm linh trà, mỉm cười khen trà ngon. Người ngồi đối diện ông ta là một thiếu nữ tuổi đời còn rất trẻ, chỉ khoảng 15, 16, nhưng đó chính là các chủ bách hiểu các bách Lý Tiên. Nàng ta nhoẻn cười, Lý Môn Chủ đến đây vì Diệp Huyên kia. Đúng vậy. Bách Lý Tiên đặt một quyển trục xuống trước mặt Lý Trường Phong, đây là toàn bộ thông tin về hắn. Lý Trường Phong chỉ nhếch môi, không cần, ta chỉ muốn biết tung tích của hắn thôi. Bách Lý Tiên vẫn mỉm cười yểu điệu, Lý Môn Chủ vẫn nên xem qua một lần. Môn Chủ quỷ môn nghe vậy thì chớp mắt đầy suy tư rồi mở quyển trục ra. Một hồi sau, ông ta khép nó lại, không nói gì. Bách Lý Tiên đưa tách linh trà lên khóe miệng, nhẹ nhàng lên tiếng, người này từ nhỏ đến lớn luôn gặp phải rắc rối, nhưng rất nhiều lần trong đó, đối thủ của hắn đều biến mất một cách kỳ lạ, từ liên minh hộ giới ở thanh thương giới đến hai nhà họ cổ và độc cô. Thực lực của hắn tuyệt đối không thể diệt môn cả hai, cho dù có được con yêu thú không rõ lai lịch kia hỗ trợ. Lý Trường Phong không khỏi tò mò, các chủ cũng không điều tra được nó ư. Bách Lý Tiên khẽ nói, chỉ có hai nguyên do mà Bách hiểu các ta không thể tra rõ, thứ nhất, nó không phải yêu thú của thời đại này, thứ hai, nó không phải yêu thú thuộc tinh vực vị ương ta khóe miệng nàng ta cong lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Lý Trường Phong, Lý Môn chủ hiểu ý ta chứ. Đối phương liền bật cười, sao lại không hiểu, các chủ muốn nói rằng lai lịch của hắn không, đúng hơn là của thế lực sau lưng hắn lại càng thêm thần bí. Các chủ khinh thường Lý mỗ quá rồi. Chuyện giữa đàn ông với nhau thì nên tự mình giải quyết. Người đàn ông cười ha hả, nếu là trước kia, Lý Mỡ chắc chắn sẽ chọn âm thầm quan sát, nhưng bây giờ thì không được. Cáo từ. Môn chủ quỷ môn đứng dậy, nói xong thì rời đi. Chương 960, ông ta không dám. Vị Ương cung. Trong hoa viên sâu trong Vị Ương cung, một cô gái đang nằm trên ghế dài màu trắng, cạnh nàng ta là một ghế tựa tinh xảo, trên ghế đặt một cốc trà màu trắng nốt. Tiếng côn trùng kêu vang vẳng bốn phía, hương hoa cũng tràn ngập khắp sân. Lúc này một bóng đen lặng yên xuất hiện cách cô gái không xa. Bóng đen quay sang thi lễ với nàng, cung chủ, quỷ môn giờ chỉ còn lại môn chủ lý trường phong thôi. Im lặng một lát, cô gái nhẹ giọng nói, quỷ môn xem thường hắn rồi. Bóng đen gật đầu, Diệp Huyên này mặc dù chỉ là khí biến cảnh, nhưng thực lực của hắn đã có thể chém giết thánh cảnh, tất nhiên có liên quan rất nhiều đến bộ thần trang của hắn, nhất là hai thanh kiếm nọ, chỉ cần chạm vào là chết nói đến đây gã dừng lại một chốc rồi nói tiếp còn có con yêu thú kia nữa thuộc hạ đã đến yêu tộc hỏi thử con yêu thú đó không phải cường giả nào trong yêu tộc cả nó hẳn là đến từ vùng ngoài cô gái bỗng hỏi lý trường phong đến táng thiên trường thành rồi bóng đen nói vâng tạm thời không biết mục đích là gì nói đến đây gã do dự một lúc rồi mới nói tiếp cung chủ có khi nào ông ta sẽ cấu kết với ma kha tộc không bóng đen trầm giọng nói, vị ương cung chúng ta thì sợ gì? Cô gái nhẹ giọng nói, cục diện bây giờ không hợp để nội loạn. Nếu loạn rồi, ma kha tộc kia sẽ chấp cơ hội đến đây. Bóng đen nói, lẽ nào cứ để mặc như thế? Diệp Huyên này chuyện gì cũng dám làm, nếu tiếp tục vậy, chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn. chương 961, ngọn núi này tên Thánh Sơn. Cô gái im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói, lòng người tham lam hắn không chết chuyện sẽ không kết thúc bóng đen hỏi giết hắn cô gái đột nhiên mở mắt nhìn về phía bóng đen người nọ tái mặt vội vàng quỳ sụp xuống cô gái lạnh lùng nói quan sát hắn thật kỹ còn lại không được nhúng tay vào bóng đen cung kính thi lễ thuộc hạ đã rõ nói xong gã lặng yên thối lui sau khi bóng đen đi rồi cô gái chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà trong đầu nàng ta bỗng xuất hiện hoàng hôn năm đó ở thanh thương giới. Ở phía bắc xa xôi trên thiên vực có một ngọn núi, cao 9900 trượng, đâm thẳng lên trời. Ngọn núi này tên Thánh Sơn. Mà Thánh Địa tiếng tăm lừng lấy cư ngụ ở trên ngọn núi này. Trên đỉnh núi Thánh Sơn, mây mù lượn quanh như tiên cảnh trần gian. Cách đó không xa là một tòa cung điện, điện này không hề trang hoàng mà lại có chút cổ kính hai bên trái phải trên cung điện có hai pho tượng cầm trường kiếm đứng canh phía sau cung điện là một võ đài trên võ đài có một nam một nữ đang chiến đấu động tính của hai người này rất lớn nhưng cả hai khống chế lực rất ổn định dư chấn không hề vượt ra ngoài võ đài ở cạnh lôi đài không xa có một ông lão đang đứng ông lão mặc một bộ trường bảo màu trắng đang xoa trùm dâu dài Đúng lúc này, thanh niên trên võ đài bỗng bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp lao ra khỏi võ đài. Thanh niên lại bay ra ngoài thêm lần nữa. Thanh niên ngã xuống cách đó tầm 10 trượng, kêu rên tỷ, tỷ muốn giết đệ sao. Cô gái lạnh lùng nói, ngay cả táng thiên trường thành cũng không dám đi, ra ngoài đừng bảo ngươi là đệ đệ của sở nam xanh ta. Thanh niên cả giận nói, không phải đệ không dám đi mà là không muốn đi chương 962, người biết nhiều quá. Cô gái tên sở nam xanh nói với giọng lạnh nhạt, không dám đi chính là không dám đi, làm gì có nhiều cớ như vậy. Thanh niên còn định phân bua thì sở nam xanh đã xoay người đi đến trước mặt ông lão cách đó không xa, nàng ta hơi thi lễ, việt sư. Ông lão khẽ gật đầu, nam xanh, thực lực của con bây giờ đã có thể chém giết cường giả thánh cảnh rồi sở nam xanh khẽ đáp nửa năm trước con đã có thể giết ông lão cau mày nam xanh ta đã nói với con rồi tự tin thì được nhưng không được tự đại tự phụ sở nam xanh khẽ gật đầu nam xanh luôn nhớ nói xong nàng ta như thể nghĩ đến điều gì đó hỏi việt sư nghe nói thiên vực xuất hiện một người tên là diệp huyên ông lão gật đầu một tên nhóc đến từ ngoại vực thực lực rất mạnh thân phận cũng khá thần bí nói đến đây lão như nghĩ đến điều gì đó nghiêm mặt nói nam xanh người này con không được chọc vào rõ chưa sở nam xanh cau mày việt sư sợ con đánh không lại hắn ông lão lắc đầu con không hề thua kém hắn nhưng người này thân mang bảo vật thân phận bây giờ cực kỳ nhạy cảm ý của thánh chủ là tạm thời quan sát sở nam xanh trầm giọng nói đã rõ nói xong nàng ta quay đầu nhìn thanh niên ở gần đấy đến táng thiên trường thành không thanh niên hơi do dự sở nam xanh cười lạnh người hèn đến mức khiến tỷ tỷ như ta cũng phải xem thường nói xong nàng ta xoay người rời đi phía sau thanh niên cả giận nói sở nam xanh tỷ đừng xem thường đệ đi thì đi nói xong y vội vã đi theo sau khi hai tỷ muội rời đi Việt sư xoay người nhìn về phía cách đó không xa, "Thánh chủ, thật sự không động vào Diệp Huyên này sao?" "Ngươi biết nhiều quá." Sau khi rời khỏi Quỷ môn, Diệp Huyên lập tức dùng khí hỗn độn để che giấu hơi thở, sau đó tìm một hang động trong núi ẩn nấp. Bây giờ hắn cần chữa thương. Chương 963: Đi đường của chính mình. Lúc nãy tiêu hao quá nhiều sức, bây giờ hắn đã bắt đầu bị phản phệ cảm giác đó thật sự không hề dễ chịu. Trong hang động, đế khuyển nói, người không lo cho bà ấy. Bà ấy tất nhiên là nói độc cô Huyên. Diệp Huyên đáp, ta không chết, bách hiểu các sẽ bảo vệ người đến cùng. Nói xong, hắn dừng lại một lát rồi bảo, hai người đi xem thử một chuyến đi. Đế khuyển trầm giọng nói, tình huống bây giờ của ngươi không ổn. Diệp Huyên cười nói, có khí hỗn độn, người bình thường căn bản không thể tìm được ta. Đế khuyển còn định nói gì nữa thì Diệp Huyên đã nhẹ giọng bảo, bà ấy cần được bảo vệ hơn ta. Đế khuyển khẽ gật đầu, sau đó nó lập tức biến mất không thấy đâu. Trong hang động, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, điên cuồng hấp thụ tử nguyên tinh. Bây giờ hắn phát hiện ra, từ khi hắn nghịch cảnh thu hành, thân thể cùng linh hồn và cả tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn lúc trước rất rất nhiều bởi vậy phản vệ đã không còn nghiêm trọng như trước nữa rồi nếu là lúc trước hắn dùng kiếm chấn hồn và trang phục chư thần như thế thì e là hiện tại đã hôn mê bất tỉnh rồi mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu chỉ đến thế mà thôi hơn nữa thực lực của hắn đã mạnh lên so với khi trước không biết bao nhiêu lần hiển nhiên phương pháp nghịch cảnh tu hành này hoàn toàn tốt đi đường của chính mình Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyên đứng lên, lúc này đây, thương tích toàn thân hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn. Nói xong, hắn lại ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu kiểm kê bảo vật lấy được ở Quỷ Môn. Ở Quỷ Môn hắn thu được hơn 30 triệu tử nguyên tinh, thêm vào số hắn sẵn có thì hiện tại đã hơn 60 triệu viên. Mà bảo vật bậc thánh thì chỉ có 3 món, cộng với lúc trước thì hắn đã có được 9 bảo vật bậc thánh có thể bán. Ngoài ra còn một số đồ linh tinh nữa, nhưng hắn không xem trọng là bao. Mua kiếm, chương 964, phục vụ đặc biệt. Diệp Huyên lặng lẽ rời khỏi hang động, đến vị ương thành. Hiện tại hắn cần rất nhiều kiếm bậc thánh. Thứ hắn cần chủ yếu vẫn là hấp thụ kiếm. Tu hành tu hành, không chỉ cần cảm mộ ra tâm cảnh, còn cần phải hấp thu linh khí khổng lồ nữa. Như người bình thường vậy, không chỉ phải cố gắng học tập để nâng cao kiến thức và tầm nhìn của bản thân, mà còn cần phải ăn cơm để duy trì mạng sống. Tu hành cũng như thế, thiếu một thứ cũng không được. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên lại lặng lẽ lẻn vào vị ương thành, sau khi hỏi thăm một phen thì hắn đến một thương hội, thương hội này tên là Thái Nguyên, ở thiên vực này chỉ kém mỗi thương hội vạn bảo. Diệp Huyên mặc một bộ trường bào đen, toàn thân được trường bào đen che kín, sau khi hắn đi vào thương hội thì có một cô gái vội vàng đón tiếp hắn tiên sinh có nhu cầu gì diệp huyên nói chuyển sang nơi khác được không cô gái ngây người sau đó vội vàng đáp được nói xong nàng ấy dẫn diệp huyên đến trong một phòng bao diệp huyên nói ta cần kiếm cô gái cười nói không biết các hạ cần kiếm bậc gì diệp huyên nói bậc thánh năm thanh Cô gái sững sờ. Diệp Huyên hỏi, "Không có?" Cô gái hồi thần lại, nàng ấy vội đáp có, "Các hạ chờ chút." Nói xong, nàng ấy xoay người rời đi, chốc lát sau, một phụ nữ xinh đẹp khác bước vào, nàng ta chừng 30 tuổi, trông dáng vẻ rất thùy mị. Người phụ nữ xinh đẹp đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, "Các hạ muốn năm thanh kiếm bậc thánh." Diệp Huyên gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp cười tươi hơn, đồ thì có, nhưng giá cả thì. Phục vụ đặc biệt. Diệp Huyên sững sốt, phục vụ đặc biệt gì? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, cô gái hơi ngẩn người, một khắc sau, nàng ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau đó nhẹ nhàng cởi quần áo. Chương 965, đây rõ ràng là lừa người mà. Thấy cảnh này, Diệp Huyên bỗng chốc hiểu ra phục vụ đặc biệt là gì. Diệp Huyên búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt cô gái nọ. Cô gái nhìn nhẫn chứa đồ, trong đó có hơn 300 viên tử nguyên tinh. Cô gái không hiểu, đây là. Diệp Huyên nói, đi ra ngoài đi, ta không cần phục vụ đặc biệt. Cô gái do dự một lúc rồi nhận lấy chiếc nhẫn, làm phiền rồi. Nói xong, nàng ta xoay người lui ra khỏi phòng. Diệp Huyên ngồi yên lặng, hắn nhìn khắp chung quanh, trong bóng tối ở bốn phía đều có vài hơi thở không rõ. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, không phải là vào nhầm hắc điếm rồi chứ. Không lâu sau, người phụ nữ xinh đẹp khi nãy lại bước vào, nàng ta khẽ mỉm cười, các hạ, bây giờ chúng ta có ba thanh kiếm bậc thánh, một thanh 12 triệu tử nguyên tinh. Các hạ, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, 12 triệu. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, đúng vậy, Kiếm bậc thánh rất hiếm có, vì vậy giá sẽ cao hơn một chút." Diệp Huyên nói, "10 triệu một thanh. Người phụ nữ xinh đẹp hơi khó xử, các hạ e là không được đâu." Diệp Huyên khẽ gật đầu, "Vậy thì cáo từ." Nói xong, hắn đứng dậy định rời đi. Diệp Huyên gật đầu, "Ta không muốn lãng phí thời gian, quý thương hội nếu bán cho ta với giá 10 triệu, ta sẽ mua, còn không thì ta chỉ đành đến thương hội vạn bảo thôi." Người phụ nữ xinh đẹp liếc nhìn Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên cười nói, không phải cô đang nghĩ cách xơi sạch ta đấy chứ? Người phụ nữ xinh đẹp hít lại hai mắt, bàn tay trong ống tay áo đã nắm chặt lại. Chương 966, thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Diệp Huyên cười nói, cô có thể thử xem, thật đó. Người phụ nữ xinh đẹp trầm mặc chốc lát, đúng lúc này Tay phải nàng ta khẽ run lên, một khắc sau, nàng ta lại vội vàng cười nói, "Các hạ nói gì thế, thương hội Thái Nguyên chúng ta chưa bao giờ làm chuyện thất đức như vậy." "Các hạ nói 10 triệu một thanh, vậy thì 10 triệu." Nói xong, nàng ta vung tay phải lên, một hộp kiếm dài xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên mở ra xem, trong hộp có 3 thanh kiếm. Toàn bộ đều là bậc thánh. Diệp Huyên gật đầu, sau đó búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đổ có 30 triệu tử nguyên tinh bay đến trước mặt người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn lướt qua, sau đó cất nhẫn chứa đổ đi, cười bảo, nếu các hạ không gấp, có thể chờ thêm hai canh giờ nữa, chúng ta sẽ điều hàng đến ngay. Diệp Huyên gật đầu, được, sau hai canh giờ ta sẽ trở lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ở trong phòng bao, sau khi người phụ nữ xinh đẹp thấy Diệp Huyên rời đi thì khẽ trầm giọng nói, không tra được lai lịch người này à. Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối, không có. Người phụ nữ xinh đẹp cau mày lại, lúc này, giọng nói kia lại vang lên, người này không đơn giản, chưa thể ra tay được. Người phụ nữ xinh đẹp trầm mặc một lát, sau đó nói, trên người người này ngoại trừ ba thanh kiếm bậc thánh, còn có ít nhất 20 triệu tử nguyên tinh, đáng để mạo hiểm giọng nói kia đáp lại, nếu đụng phải kẻ khó sơi. Người phụ nữ xinh đẹp cười khẩy, hai thánh cảnh liên thủ mà không giết được hắn. Giọng nói kia im lặng chốc lát rồi nói, được, vậy thì thử xem. Người phụ nữ xinh đẹp nói, được, trước hết các người cứ ẩn mình trong bóng tối đi, sau đó chờ hắn đến, ta sẽ. Đúng lúc này, giọng nói của người phụ nữ xinh đẹp nọ im bặt, nàng ta trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt chứa đầy tia khiếp sợ, bởi vì cuống họng nàng ta chẳng biết từ lúc nào đã nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt người phụ nữ xinh đẹp nọ, người phụ nữ xinh đẹp kia sợ hãi nhìn chằm chằm người áo đen cứu. Người áo đen liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp, rồi lắc đầu, linh hồn ngươi đã mở đi rồi. Không thể cứu. Cứ thế, người phụ nữ xinh đẹp ngã xuống đến lúc chết trong mắt nàng ta cũng tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Nàng ta không ngờ mình lại bị người khác giết chết một cách im hơi lặng tiếng như thế. Là ai? Lúc sắp chết, nàng ta nghĩ đến tên mặc trường bào đen khi nãy. Trong gian phòng, người áo đen liếc nhìn bốn phía, giọng nói cực kỳ đề phòng, các hạ, việc này là do thương hội Thái Nguyên chúng ta không đúng, kính xin các hạ rộng lòng tha thứ xung quanh không có tiếng động gì, người áo đen trầm giọng nói, kính xin các hạ ra mặt một lần. Vẫn không có động tính. Người áo đen thấp giọng thở dài, gã biết, có lẽ đối phương đã đi rồi, nhưng nghĩ đến điều gì, gã nhìn vào tay người phụ nữ xinh đẹp kia, bấy giờ, chiếc nhẫn chứa đổ trong tay nàng ta đã biến mất. Lúc trước hắn đã cảm giác được ý đồ xấu xa của người phụ nữ xinh đẹp kia rồi, hắn chọn cách rời đi rồi dùng khí hỗn độn để ẩn mình trở lại. Lúc đi vào trong gian phòng, quả như hắn dự liệu, đối phương muốn sơi tái hắn. Nếu đối phương đã bất nhân, vậy hắn cũng sẽ bất nghĩa. Bởi vì hắn biết, nếu thực lực của hắn yếu, sẽ bị đối phương sơi đến không còn mảnh xương vụn. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. chương 967, Ngự khí cảnh. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Lần này, hắn rời khỏi vị ương thành mà không đến tìm đế khuyển và độc cô huyên, hiện tại việc cấp bách của hắn là nâng cao thực lực. Mà độc cô huyên có đế khuyển bảo vệ ở trong tối, chắc chắn sẽ được an toàn. Trong dãy núi mênh mông, Diệp Huyên tìm một hang động an tĩnh, hang động này nằm sâu trong núi lớn, thêm vào hắn che giấu hơi thở của mình, người ngoài căn bản không thể tìm ra được hắn. Trong hang động, Diệp Huyên tiến vào tháp giới ngục, nếu hắn tùy tiện thả hơi thở ra ngay trong hang động này thì có lẽ sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Phải biết, bây giờ hắn có rất nhiều phiền toái. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay phải hắn vung lên, ba thanh kiếm bậc thánh xuất hiện trước mặt hắn, hắn hiện lấy kiếm tiên linh làm đan điền, mà bây giờ kiếm tiên linh tất nhiên đã không còn đủ nữa. Bởi vậy, hắn quyết định dùng kiếm chấn hồn làm đan điền. Diệp Huyên vung tay phải lên, kiếm chấn hồn xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu hồn, người có bằng lòng trở thành đan điền của ta không? Tuy hắn là chủ nhân trên danh nghĩa của tiểu hồn, nhưng hắn biết, tiểu hồn này thật ra là một người vô cùng có chủ kiến, việc này nhất định phải thương lượng với nàng ấy trước. Tiểu hồn trầm mặc một lát, rồi hỏi, sẽ không có hạn chế gì chứ? Diệp Huyên lắc đầu, không có hạn chế gì cả. Tiểu hồn đáp, vậy thì không thành vấn đề. Diệp Huyên cười nói, người phối hợp với ta nhé. Nếu tiểu hồn không phối hợp với hắn, hắn căn bản không dám để tiểu hồn làm đan điền của mình, bởi vì cấp bậc của tiểu hồn rất cao, rất dễ xảy ra chuyện. Tiểu hồn nói, được thôi tiểu chủ. Diệp Huyên gật gật đầu, sau đó cầm lấy kiếm chấn hồn đâm vào trong bụng mình, chẳng mấy chốc, thân thể Diệp Huyên lập tức run lên bẩn bật. Đam mỹ sắc, gay rồi. Sắc mặt Diệp Huyên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, cấp bậc kiếm chấn hồn quá cao, thân thể hắn có chút không chịu đựng nổi. Diệp Huyên vội vã triển khai vô địch kim thân. Sau khi sử dụng vô địch kim thân thì thân thể hắn mới dần dần bình phục lại. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Tiểu hồn im lặng một lát rồi nói, không có, chỉ là có nhiều liên hệ vi diệu hơn với tiểu chủ một chút thôi, thậm chí có thể cảm nhận được biến hóa cảm xúc của tiểu chủ. Diệp Huyên cười nói, ngươi không ngại chứ? Tiểu hồn đáp, không ngại, tiểu chủ trở nên mạnh mẽ, đối với ta cũng có lợi ích rất lớn. Diệp Huyên gật đầu, như vậy cũng tốt. chương 968, bây giờ có tác dụng nhiều là được rồi. Nói xong, hắn nhìn mấy thanh kiếm bậc thánh trước mặt, không hề do dự nữa, hắn lập tức cầm một thanh lên đâm vào bụng, chẳng mấy chốc, một luồng năng lượng tinh khiết cuồn cuộn lan ra trong cơ thể hắn như thủy triều dâng. Những năng lượng này bị cơ thể hắn hấp thu một nửa, một nửa còn lại là kiếm chấn hồn hấp thu. Lúc này, tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, người hấp thụ kiếm này, ta cũng có thể hấp thụ theo ư. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tiểu hồn nói, vậy đây là chuyện tốt rồi, cứ thế, ta với tiểu chủ có thể cùng nhau mạnh lên. Diệp Huyên hỏi, kiếm này giúp người mạnh lên nhiều không? Tiểu hồn đáp, với ta hiện tại thì rất nhiều, nhưng mà, nếu sau khi ta khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, những kiếm này sẽ không có quá nhiều lợi ích với ta nữa. Diệp Huyên cười nói, bây giờ có tác dụng nhiều là được rồi. Tiểu hồn nói, tiểu chủ, người có thể tìm thêm vài thanh nữa để hấp thụ đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, xem ra tiểu hồn này đã nếm được mật ngọt rồi. Cũng đúng thôi, hấp thụ kiếm bậc thánh, không chỉ có nhiều chỗ tốt với hắn, mà tiểu hồn này cũng sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Nếu không thì tiểu hồn đã không hưng phấn như vậy. Diệp Huyên tiếp tục tiêu hóa năng lượng trong cơ thể mình. Ngày hôm sau, Diệp Huyên lại cầm một thanh kiếm bậc thánh đâm vào bụng mình, sau đó điên cuồng hấp thụ. Theo dòng năng lượng bị hắn hấp thụ vào, cơ thể hắn dần dần có sự thay đổi, cùng lúc đó, hơi thở của hắn đã dần trở nên mạnh mẽ gần như sắp đột phá lên nữa nhận ra được điều này sắc mặt diệp huyên thay đổi vội vàng ngăn luồng khí tức đang chảy trong người mình lại một lát sau diệp huyên nằm ngã sóng xuống đất hắn lau mồ hôi trên trán mình rồi cười khổ người khác đều muốn đột phá lên mà bây giờ ta lại điên cuồng áp chế cảnh giới của mình đúng lúc này tiểu linh nhi đột nhiên đi đến cô bé nói với giọng hoang mang, môn, môn, môn đến tầng 5 rồi. Diệp Huyên mờ mịt, môn gì? Nói xong, hắn ngồi phất dậy, quỷ môn. chương 969, vậy thì làm phiền ngươi. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, đúng lúc này. ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên từ tầng 5. Toàn bộ tháp giới ngục rung lên kịch liệt. Diệp Huyên nương theo sự rung động kịch liệt của tháp giới ngục chẳng mấy chốc sau một cánh cửa đã xuất hiện trước mặt diệp huyên và tiểu linh nhi quỷ môn sau khi quỷ môn xuất hiện nó lập tức trốn vào trong một góc run lẩy bẩy mà diệp huyên phát hiện trên người nó đã trải rộng khắp các vết nứt bị đánh sắc mặt diệp huyên trầm xuống không nghi ngờ gì nữa tầng năm tỉnh rồi một bên tiểu linh nhi ngẩng đầu lên nhìn một chút sau đó cô bé theo bản năng nhích lại gần diệp huyên tay nhỏ kéo chặt lấy ống tay áo của diệp huyên diệp huyên ngẩng đầu nhìn lại tiền bối không trả lời diệp huyên trầm giọng nói tiền bối nói chuyện chút nhé vẫn không đáp lại diệp huyên thấp giọng thở dài không cần phải nói lại là một kẻ không dễ nói chuyện rồi nhưng cũng may đối phương bây giờ vẫn chưa đi ra Hiển nhiên, một là phong ấn này vẫn chưa vỡ vụn hoàn toàn, hai là thực lực của đối phương vẫn chưa khôi phục lại. Tất nhiên, cho dù là trường hợp nào, hắn cũng phải mau chóng nâng cao thực lực. Diệp Huyên nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Linh Nhi, cười nói, "Đừng sợ." Tiểu Linh Nhi cúi đầu vào cánh tay Diệp Huyên, sợ. Sợ lắm. Diệp Huyên cười nói, "Có ta ở đây." Tiểu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, nhưng ngươi không đánh lại người ta mà. Tiểu hồn đáp, nó cần hồn lực, ta có thể chữa thương giúp nó. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy thì làm phiền ngươi. Nói xong, hắn rời khỏi tháp giới ngục. Tên tầng năm kia hắn tạm thời không muốn để ý nữa. chương 970, không có chuyện gì ạ. À? Bởi vì hắn không thể quản được, cũng không ngăn đối phương được. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Diệp Huyên ra khỏi hang động nhìn quanh bốn phía, tay phải hắn nhẹ nhàng dơ lên, chẳng mấy chốc, một thanh kiếm khí lặng yên ngưng tụ trong tay hắn. Lúc trước khi còn là khí biến cảnh, hắn cũng có thể ngưng tụ kiếm khí, nhưng độ ngưng tụ tranh lệch rất nhiều so với hiện tại. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được việc ngưng tụ kiếm khí này vẫn còn không gian rất lớn để phát triển thêm. Cực hạn Giờ phút này hắn bỗng nhiên hiểu rõ một đạo lý, đó là cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần làm được đến cực hạn thì nó đã không còn là chuyện tầm thường nữa. Diệp Huyên hơi điểm nhẹ tay, thanh kiếm khí đột nhiên bay ra, trong chốc lát, một chiếc lá ngoài xa trăm trưởng yên lặng rơi xuống. Diệp Huyên im lặng một lúc, hắn nhẹ nhấc chân lên, lập tức, 10 thanh kiếm khí xuất hiện ở xung quanh hắn, lại một lát sau, 10 thanh kiếm khí đột nhiên biến mất ngoài trăm trượng xa xa, có mười mảnh lá cây im hơi lặng tiếng rơi xuống. Diệp Huyên lại vung tay phải lên, chẳng mấy chốc, hai mươi thanh kiếm khí xuất hiện quanh thân hắn. Cứ thế, Diệp Huyên cứ lần lượt tăng số lượng kiếm khí lên, khoảng chừng sau nửa canh giờ, hắn đã nâng số lượng lên đến năm mươi. Nhưng giờ khắc này, hắn đã cảm thấy vất vả hơn, vả lại, tốc độ và uy lực của kiếm khí đã có phần giảm xuống. Có thể nói, nếu tăng thêm số lượng kiếm khí lên nữa thì uy lực chân chính của khí này sẽ giảm đi rất nhiều. Diệp Huyên không chọn cách tăng số lượng kiếm lên, mà là không ngừng vận dụng 50 thanh kiếm này, hy vọng có thể vận dụng chúng được đến mức cực hạn. Tu luyện Khoảng thời gian này, Diệp Huyên bắt đầu điên cuồng tu luyện ở dãy núi. Sau 3 ngày, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng nhận được đế khuyển truyền âm đến, chẳng mấy chốc, hắn rời khỏi dãy núi một canh giờ sau diệp huyên đến một quán trà ở vị ương thành trước quán trà có một ông lão khi nhìn thấy ông lão này sắc mặt hắn lập tức nghiêm lại nghe vậy tảng đá trong lòng độc cô huyên rốt cuộc cũng rơi xuống diệp huyên quay đầu nhìn cô gái cách đó không xa cô gái khẽ mỉm cười mời diệp công tử ngồi diệp huyên đi đến trước mặt cô gái nọ rồi ngồi xuống cô gái cười nói tự giới thiệu một chút Bách Lý Tiên, hiện là các chủ Bách Hiểu Các. Diệp Huyên nói, khoảng thời gian qua đa tả quý khác. Chương 971, Táng Thiên Trường Thành. Bách Lý Tiên cười nói, việc nhỏ thôi, Diệp công tử là người sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hôm nay mời Diệp công tử đến là muốn Diệp công tử đưa mẫu thân đi. Bởi vì chuyện mẫu thân công tử ở Bách Hiểu Các đã bị truyền ra rồi, rất nhiều người có ý đồ với bà ấy vì an toàn của bà, tốt nhất Diệp công tử nên dẫn bà ấy đi đi. Nghe thế, Diệp Huyên đã hiểu. Nói đơn giản là Bách Hiểu Các không muốn vì hắn mà phải đắc tội với vô số thế lực và cường giả. Chuyện này cũng bình thường, Bách Hiểu Các không quen không biết với hắn, người ta tất nhiên không thể vì hắn mà làm địch với vô số thế lực. Diệp Huyên gật đầu, khoảng thời gian qua đã làm phiền quý các rồi. Diệp Huyên ta sẽ nhớ ghi ân tình này nói đến đây hắn đứng dậy tiên các chủ cáo từ đợi đã bách lý tiên cười nói diệp công tử đừng vội đi diệp huyên hỏi còn chuyện gì khác nữa à bách lý tiên cười nói nói chuyện chút đi tất nhiên nếu diệp công tử không có thời gian thì có thể rời đi ngay bây giờ diệp huyên ngẫm nghĩ một lát sau đó ngồi xuống vậy thì nói chuyện đi Bách Lý Tiên nâng chung trà lên khẽ thổi một cái, sau đó nói, Diệp Công Tử cũng biết vị ương tinh cung và thánh địa. Diệp Huyên gật đầu, nghe qua. Bách Lý Tiên cười nói, chỉ nghe qua thôi à, vậy xem ra Diệp Công Tử cũng không hiểu rõ về hai thế lực này lắm. Diệp Huyên nói, tiên các chủ muốn nói gì? Bách Lý Tiên khẽ mỉm cười, Diệp Công Tử nên rõ tình hình trước mắt của mình đi, tất nhiên với thực lực của Diệp Công Tử và yêu thú bên cạnh này, thế lực bình thường hoàn toàn không thể làm gì được mọi người. Thế nhưng, nếu các thế lực đó bắt đầu liên thủ trong bóng tối thì sao? Khi đó, xuất hiện trước mặt các người không còn là mấy vị thánh cảnh nữa, mà là hơn 10 thánh cảnh, thậm chí còn nhiều hơn như vậy. Diệp Huyên trầm mặc. Bách Lý Tiên cười nói, táng thiên trường thành, là một. Nói thế nào nhỉ, đó là một mảnh chiến trường, đúng hơn từng là chiến trường của tinh vực vị ương chúng ta và ma kha tộc, cũng là bức tường duy nhất để cản trở ma kha tộc của chúng ta. Diệp Huyên hỏi, ngoại địch. Bách Lý Tiên gật đầu, là ngoại địch rất mạnh mẽ. chương 972, cô dựa vào đâu mà bảo đảm? Diệp Huyên đột nhiên nói, ý cô là bảo ta nương nhờ vào ma kha tộc. Khóe mắt Bách Lý Tiên khẽ giật, người nghĩ gì vậy? Nếu ngươi có ý nghĩ này thì đã chết 100 lần rồi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vậy cô bảo ta đến đó làm gì bách lý tiên nói tránh họa diệp huyên vẫn không hiểu qua đó có thể tránh họa được à bách lý tiên gật đầu bởi vì bên kia cường giả thánh cảnh không thể xuất hiện người bên kia không có cường giả trên thánh cảnh nào nhằm vào ngươi cả tỷ lệ sống sót của ngươi sẽ cao hơn hơn nữa nơi đó là một chỗ tu luyện tuyệt vời diệp huyên trầm giọng nói tiên cô nương có phải hiện có rất nhiều người đang nhầm vào ta? Bách Lý Tiên im lặng một lát rồi nói, rất nhiều, theo ta biết thì rất nhiều, và chắc chắn còn càng nhiều thế lực ta không biết nữa. Nếu ngươi tiếp tục ở đây thì nghĩa là ngươi sẽ không ngừng bị đuổi giết, mà vị ương cung sẽ không để ngươi cứ bị đuổi giết như vậy, người kia sẽ không để tinh vực vị ương bị nội loạn. Vì thế, nếu ngươi tiếp tục ở đây, vị ương cung rất có thể sẽ đứng ra còn nếu ngươi lựa chọn đến táng thiên trường thành thì mẫu thân ngươi có thể tiếp tục ở lại đây, và ta cam đoan rằng bà ấy sẽ an toàn tuyệt đối. Nghe thế, Diệp Huyên trao mày lại, tiên cô nương rất mong ta đến táng thiên trường thành. Bách Lý Tiên cười nói, coi là thế đi. Diệp Huyên trầm mặc. Mẫu thân ở lại đây. Diệp Huyên có chút động lòng, bởi vì độc cô Huyên không thể vào tháp giới ngục được, tuy bên trong có thể chứa người, nhưng mẹ nó bên trong còn nguy hiểm hơn. Bên trong còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Nhất là hiện tại, phòng ấn tháp giới ngục bị nới lỏng, tầng 5 đã thức tỉnh. Chính hắn cũng không biết một khắc sau sẽ xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, nếu để Độc Cô Huyên ở trong tháp thì còn nguy hiểm hơn ở ngoài nữa. Nếu không phải do tình huống hiện tại của Diệp Liên khá đặc biệt, hắn cũng không muốn để Diệp Liên ở trong tháp giới ngục. Lúc này Bách Lý Tiên nói, suy xét sao rồi? Diệp Huyên đáp, ta suy nghĩ thêm chút. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Độc cô Huyên và đế khuyển đi theo, mà Diệp Huyên chưa đi được vài bước, trước mặt hắn không xa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Người đến chính là Lý Trường Phong, môn chủ quỷ môn. Nhìn thấy Lý Trường Phong, sắc mặt Bách Lý Tiên rất bình tĩnh, rõ ràng nàng ta đã đoán được từ trước lý trường phong cười nói tiên các chủ ta ở đây chờ hắn lâu rồi diệp huyên gật gật đầu sau đó ngẩng đầu nhìn lý trường phong cách đó không xa lý trường phong liếc nhìn diệp huyên cười bảo ta tới tìm cậu thì đúng là có hơi ỉ lớn hiếp nhỏ như vậy đi cậu đỡ ta một chiêu nếu không chết thì xóa bỏ ân oán cũ được không diệp huyên suy nghĩ một chút sau đó chỉ vào đế khuyển ở cách đó không xa nói nó đỡ thay ta có được không Bách Lý Tiên, chương 973, ta đã dùng huyết toàn lực. Những lời này của Diệp Huyên lọt vào tai Bách Lý Tiên cách đó không xa khiến nàng ta lắc đầu không thôi, cảm thấy ra mặt tên này thật sự là dày còn hơn đá tảng. Hắn có thể không đỡ được một chiêu của Lý Trường Phong, nhưng đế khuyển chắc chắn có thể. Lý Trường Phong cũng bật cười, đã vậy thì hai người cùng lên đi. Đế khuyển đang nhăm nhe nhào lên thì bị Diệp Huyên cản lại, để ta coi chừng không đỡ được đấy, nó nói. Hắn chỉ mỉm cười, thử chút xem sao. Sau một hồi phân vân, đế khuyển gật đầu. Thấy Diệp Huyên bước lên, Lý Trường Phong nói, người có thể hợp sức cùng nó. Nhưng hắn chỉ lắc đầu, tới đi. Cho dù hợp sức thì hắn cũng chưa chắc thắng được Lý Trường Phong. Nếu ông ta chỉ nhằm vào đế khuyển để giữ chân nó thì những cường giả đang âm thầm náu thân ngoài kia có thể sẽ nhân cơ hội ra tay, khi ấy tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Lý Trường Phong chỉ khẽ gật đầu, thong thả nâng tay phải lên rồi tung trưởng về phía Diệp Huyên với thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Khi một trưởng ấy bay đến gần Diệp Huyên, hắn biến sắc nhận ra không gian quanh lực trưởng đang nhanh chóng sụp đổ như mảnh giấy tàn lụi trong ngọn lửa, từ một chấm nhỏ lan tràn thành một hố đen khổng lồ, mở cái miệng đen ngòm ra muốn nuốt trưởng hắn. Pháp tác tiểu hồn la lên, tiểu chủ. Đối phương đang vận dụng lực lượng pháp tắc, tuyệt đối phải cẩn thận. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng vô cùng, hắn biết không chỉ trang phục chư thần không thể cản lại, mà ngay cả đạo tắc không gian cũng không có tác dụng, hoặc nói đúng hơn là khả năng nắm giữ không gian của hắn vẫn chưa hoàn thiện, không thể dùng đạo tắc để phục hồi không gian trực tiếp biến mất như thế này được. Không gian trước mặt Diệp Huyên đã nhanh chóng trở thành hố đen sâu hun hút. Nào ngờ chưa đến một hơi thở sau, nó đã liền lại như cũ còn bản thân hắn vẫn lành lặn xuất hiện trước mắt người khác bồn bề im phăng phắc nhìn thấy cánh cửa đang lặng lẽ trôi nổi trước mặt diệp huyên lý trường phong nhẹ nhàng cất giọng ngươi làm thế này là hơi gian lận đấy bách lý tiên vẫn tiếp tục quỷ môn là tâm huyết của ông ông cam tâm để nó bị hắn tiêu diệt như vậy ư ta đã dùng hết toàn lực không thẹn với lòng lý trường phong vừa dứt lời mảnh lá úa trong tay bỗng run lên, sau đó được nhuộm lại một màu xanh mướt dưới con mắt chứng kiến của những người khác. Quỳnh, chương 974, về sau ngươi sẽ biết. Một luồng sức mạnh khổng lồ bắn ra từ người ông ta, đẩy Diệp Huyên và đế khuyển liên tiếp lùi lại, nhưng Bách Lý Tiên và lão già bên cạnh nàng ta không hề bị ảnh hưởng. Nàng ta nhìn Lý Trường Phong, mỉm cười, chúc mừng Lý môn chủ đột phá thánh cảnh, đạt đến tạo hóa cảnh trong ngôi điện kia sẽ có thêm một vị trí cho lý môn chủ lý trường phong năm chiêu quan sát phiến lá trong tay một hồi lâu mới lắc đầu cười khẽ thì ra thứ giữ chân ta nhiều năm qua chỉ là một ý niệm bách lý tiên nói nếu lý môn chủ nhìn không ra nghĩ không tới thì sẽ chấp nhất với tướng sao khi ấy không biết khi nào mới đột phá được sao chấp nhất với vẻ bề ngoài với hư tướng mà bị trạch hướng khỏi bản chất đa tạ tiên các chủ Lý Trường Phong khẽ thi lễ, Bách Lý Tiên thản nhiên nhận lễ. Sau đó môn chủ quỷ môn quay sang cười với Diệp Huyên, có muốn tiếp thử một chiêu nữa của ta không? Diệp Huyên Lý Trường Phong cười khà khà, xoay người lướt đi. Vậy mà cũng đột phá được sao, Diệp Huyên thở dài. Các chủ bách hiểu các ghé mắt nhìn sang, nhếch môi hỏi, người cảm thấy việc này đơn giản lắm sao? thế có biết ông ta đã kẹt ở thánh cảnh bao nhiêu năm rồi không? Đã mấy chục năm rồi đấy. Nàng ta lắc đầu buồn cười, thứ cản bước chúng ta đi đến đại đạo, rất nhiều khi lại là chính bản thân ta. Diệp Huyên tất nhiên hiểu rõ đạo lý này có rất nhiều thời điểm mà kẻ thù lớn nhất của một người chính là bản thân người đấy nên gật gù đồng tình. Bỗng bách Lý Tiên lên tiếng, người nên đến táng thiên trường thành ngay đi, không nên chậm trễ. Diệp Huyên hỏi, tiên cô nương, nếu ta không đi thì sao? Người còn có át chủ bài nào hả? À? Bách Lý Tiên nhẹ giọng hỏi lại, nếu có thì hãy lấy ra cho những người đang rình dập kia biết điều mà thối lui. Sau đó nàng ta quay sang độc cô Huyên, ta biết bà muốn cùng hắn đi, nhưng với thực lực ấy sẽ chỉ làm gánh nặng cho hắn mà thôi. Bà hẳn cũng biết điều này. Ta biết, người phụ nữ khẽ đáp, đoạn bà đi đến nhìn Diệp Huyên bằng đôi mắt chứa tràn dịu dàng, mẫu thân sẽ đợi con ở đây. Diệp Huyên gật đầu, khi con trở lại, sẽ không có ai trong tinh vực vị ương này dám gây sự với ba mẫu tử chúng ta nữa. Những lời này khiến độc cô Huyên sững sờ, hàng nước mắt vô thức tuôn rơi, nước nở thốt lên con. Con chịu nhận mẫu thân rồi sao? mươi 975, người quen biết hắn. Người thanh niên khẽ đáp, con chưa bao giờ trách mẫu thân cả sau một khắc ngây ngẩn, bà đã ôm siết lấy Diệp Huyên, khóc đến nhòa lệ. Theo tiếng mẫu thân rời khỏi bờ môi, Diệp Huyên cảm thấy như một gánh nặng trầm trọng vừa được chút khỏi lưng mình. Hắn là người phân rõ ân oán, chưa từng trách móc người phụ nữ trước mặt. Một khi biết rằng độc cô Huyên bất đắc dĩ rời đi chỉ là để bảo vệ huynh muội hắn, làm sao hắn nỡ trách bà cho được. Hơn nữa, việc diệp liên gặp chuyện lần này càng khiến diệp huyên hiểu ra rằng hắn chỉ còn duy nhất hai thân nhân trên đời nếu tiếp tục oán hận thì khác nào khiến độc cô huyên ôm nỗi thương tâm cả đời nghĩ đến hành vi oán hận từng làm ra trong lúc giận dỗi diệp huyên không khỏi lắc đầu cười thật sự không hiểu vì sao mình lại có thể trẻ con đến mức đó có lẽ khi đứng trước mẫu thân ai rồi cũng sẽ như một đứa trẻ vậy một hồi sau độc cô huyên buông diệp huyên ra dịu dàng vuốt tóc hắn đến táng thiên trường thành phải cẩn thận nhớ chưa hắn gật đầu con sẽ cẩn thận bà mỉm cười lùi lại một bên chờ con trở về diệp huyên nói sau đó cùng đế khuyển bước đi bách lý tiên nói với độc cô huyên huyên cô nương đi cùng lão lê đi ông ấy sẽ thu xếp ổn thỏa cho người lão già sau lưng nàng ta bước lên mời đi theo lão phu Độc cô Huyên gật đầu, làm phiền. Sau khi hai người ấy đi rồi, một người con gái đột ngột hiện ra trước mặt Bách Lý Tiên. Nàng ta nhìn đối phương, nói, người đang giúp hắn. Có vấn đề gì sao, nàng kia hỏi. Không có, Bách Lý Tiên cười, nhưng ta chỉ tò mò vì sao người đứng đầu tinh vực vị ương chúng ta lại ra mặt vì một gã đàn ông đến từ hạ giới mà thôi. Cô gái kia, chính là cung chủ của vị ương cung vị ương thiên, khẽ đáp, theo ta được biết, ma kha tộc đã phái người đến đây nhằm vào hắn. Trước câu hỏi này, vị ương thiên không trả lời. Bách Lý Tiên cười, được rồi, được rồi, ta không hỏi nữa. Nhưng người phải hiểu, người này mang theo bảo vật đồng nghĩa với việc phiền toái sẽ vĩnh viễn đeo bám hắn. Vật ấy mang cho hắn phúc duyên, đồng thời cũng đem đến tai họa. Nhưng là họa hay phúc, hắn cũng có thể nhận lấy được chương 976, vậy thì ta muốn bán chút đồ. Đối phương đáp rồi đứng dậy, truyền lời ra ngoài, nói rằng độc cô huyên sẽ do vị ương cung ta bảo vệ. Bất kỳ ai lén dò ngó bà ấy, cho dù là người hay quỷ, biết khôn thì cút đi cho ta. Nói xong, nàng ta đã biến mất, để lại bách lý tiên lắc đầu cười, tính tình vẫn nóng như lửa ấy. Rồi cũng biến mất theo. Trên đường trở lại vị ương thành, đế khuyển lên tiếng có người đang giúp ngươi diệp huyên đáp ta không biết theo những gì có trong ký ức đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến thiên vực căn bản không quen biết ai ở đây hỏi ai đang giúp hắn ư hắn nghĩ nát óc cũng chẳng ra đế khuyển thấp giọng nói bây giờ ngươi vẫn còn yếu môn chủ quỷ môn kia cũng chỉ mới đến thánh cảnh nhưng hoàn toàn bất đồng với thánh cảnh thông thường về sau nếu gặp phải cường giả cảnh giới này thì tuyệt đối không được khinh thường diệp huyên gật đầu sự thật đã chứng minh hắn vẫn không đánh lại thánh cảnh cho dù đối phương không có danh tiếng gì mà lý trường phong có thể nói là cường giả thánh cảnh mạnh nhất hắn từng gặp bây giờ ngươi đi đâu đế khuyển hỏi thương hội vạn bảo sau một thoáng ngây người nó buột miệng thốt lên lại đi cướp à diệp huyên đen cả mặt bậy bạ gì đó là loại người thế à? chứ sao nữa? đế khuyển tròn mắt nhìn hắn. diệp huyên, diệp huyên và đế khuyển nhanh chóng đi vào thương hội vạn bảo. lúc bọn họ vừa đến cửa thương hội, một ông lão liền đi tới trước mặt họ. diệp huyên nhận ra người này, đó chính là ông lão từng giao thủ với hắn và đế khuyển trước kia hội trưởng của thương hội vạn bảo. ông lão nhìn thoáng qua diệp huyên, không biết diệp công tử tới đây là có chuyện gì. Diệp Huyên nghiêm túc nói, có lẽ tiền bối đã hiểu nhầm gì về ta rồi. Diệp Huyên tuyệt đối không phải loại người đó. Ông lão lạnh nhạt cất tiếng, Diệp Huyên, thương hội vạn bảo của ta không bán đồ cho cậu, cậu đi đi. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ta muốn bán chút đồ. Nói xong, hắn liền vung tay phải lên, 11 món bảo vật bậc thánh liền hiện ra trước mặt ông lão. chương 977, có yêu đãi gì không? nhìn thấy mười mấy món bảo vật bậc thánh đó ông lão bỗng nheo mắt sau đó nhìn thoáng qua diệp huyên không cần phải nói nhiều chắc chắn những thứ này đều là do diệp huyên giết người rồi cướp về tay sau khi im lặng một thoáng ông lão mới nói vào trong rồi bàn nói xong lão ta liền quay người rời đi diệp huyên dẫn đế khuyển vào theo trong gian phòng ông lão nhìn thoáng qua diệp huyên có tiên khí không Diệp Huyên đáp, có chứ. Ông lão còn muốn nói gì nữa, nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, nhưng ta không muốn bán. Nếu nói về tiên khí, trang phục chư thần và ấn xã tác của hắn, còn cả thanh kiếm khí em mờ linh trên người đều là tiên khí cả. Đối với hắn, những thứ này đều vô cùng hữu dụng. Ông lão trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu sau này cậu không cần tới chúng, rồi muốn bán đi thì có thể đến thương hội của bọn ta, Diệp Huyên cười hỏi, có ưu đãi gì không? Ông lão nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó chỉ tay, một tấm thẻ màu tím liền rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, đây là thẻ tím, có thể dùng để bán đồ tại thương hội Vạn Bảo, được giảm 5% phí thủ tục, còn khi mua đồ tại thương hội thì sẽ được hưởng ưu đãi 80%. Diệp Huyên thu tấm thẻ về, vậy người món bảo vật bậc thánh này có thể bán được bao nhiêu? Ông lão trầm giọng, nếu cậu không vội thì chúng ta có thể tổ chức một buổi đấu giá cho cậu. Trong buổi đấu giá thì 10 món bảo vật này có thể bán được với cái giá cao hơn. Còn nếu cậu có việc, thương hội vạn bảo chúng ta cũng có thể mua lại mấy món bảo vật này của cậu theo giá trị trường. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, có thể đổi 10 món bảo vật này thành kiếm cho tôi được không? Kiếm ư? Sứt lời, lão ta liền muốn rời đi. Thế nhưng Diệp Huyên lại cất tiếng đúng lúc đó, "Tiền bối, ta có chuyện này." Ông lão nhìn về phía Diệp Huyên, hắn liền hỏi, "Không biết quý thương hội buôn bán trong phạm vi lớn cỡ nào?" Ông lão thản nhiên đáp, "Khắp tinh vực vị ương, cứ nơi nào sầm uất thì đều có trụ sở đại diện của thương hội Vạn Bảo." "Chương 978, chỉ là vấn đề nhỏ thôi." Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, "Ta muốn nhờ tiền bối giúp một chuyện nhỏ." ông lão có vẻ đề phòng chuyện gì diệp huyên chỉ cười nói chỉ là vấn đề nhỏ thôi thật đó ông lão hờ hững đáp lời cậu nói thử coi diệp huyên chắc hẳn tiền bối cũng biết ta đến từ thanh thương giới mà ở bên đó ta có mấy người bạn giờ ta đang có vài thứ muốn tặng cho bọn họ nhưng lại không thể rời khỏi đây được thế nên mới muốn nhờ tiền bối phái người giúp đỡ ông lão nhìn thoáng qua diệp huyên chỉ có vậy Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão lại hỏi, thật ư? Khóe miệng Diệp Huyên dần dật, lão già này có ý gì thế? Không tin mình tới vậy sao? Thấy vậy, ông lão mới bảo, nếu chỉ có thể thì tất nhiên không thành vấn đề. Diệp Huyên búng tay, một chiếc nhẫn chứa đổ bay tới trước mặt ông lão. Lão ta nhìn lướt qua, bên trong chiếc nhẫn có khoảng 50 triệu viên tử nguyên tinh. Thế là lão ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên lại bảo, 50 triệu viên tử nguyên tinh này, xin tiền bối hãy làm giúp ta một thanh đao bậc thánh, một cây roi bậc thánh, rồi mua một quyển thân pháp võ kỹ bậc thánh cùng một món bảo vật loại roi bậc thánh. À còn nữa, mua thêm một quyển công pháp và võ kỹ bậc thánh, số còn lại thì giúp ta đưa cho bọn họ là được. Mấy người họ ở Thanh Thương giới, nơi đó tài nguyên có hạn, tất nhiên việc thăng cấp cũng chậm chạp theo mà bây giờ, vừa hay hắn lại có thực lực, tất nhiên cũng muốn kéo họ thăng cấp cùng mình. Thiên phú của đám Mạc Vân Khởi cũng không kém cỏi, nếu có hắn giúp đỡ nữa thì tốc độ thăng cấp chắc chắn sẽ tăng vọt, biết đâu một ngày nào đó mấy huynh đệ bọn họ có thể kề vai chiến đấu không chừng. chương 979, sao ông lại biết? Chỉ có một câu thôi dù giàu sang cũng không quên nhau. Ông lão lại bảo, cậu không sợ ta nuốt mất 50 triệu viên tử nguyên tinh này của cậu sao? Diệp Huyên cười đáp, nếu tiền bối làm thế thì đã chẳng thể ngồi được vào cái ghế hội trưởng này rồi. Ông lão khẽ liếc Diệp Huyên, sau đó thu chiếc nhẫn chứa đổ về, ta sẽ sai người đi làm, còn về phần kiếm kia, tối nay sẽ tới tay cậu. Đam Mỹ hát văn, suốt lời bèn quay người đi thẳng. Trong gian phòng chỉ còn lại mỗi Diệp Huyên ngồi lặng lẽ lúc này trong đầu hắn hiện lên từng bóng dáng mặc phân khởi bạch trạch kỳ an chi thác bạt ngạn khương cửu còn cả liên vạn lý lúc nào cũng vác theo thanh đao thanh long người thì quen thuộc xong cảnh tượng lại lạ lẫm vô cùng hai canh giờ sau hội trưởng thương hội vạn bảo đi tới chỗ diệp huyên lão ta búng tay một chiếc nhẫn chứa đổ liền xuất hiện trên chiếc bàn trước mặt diệp huyên trong chiếc nhẫn là chín thanh kiếm bậc thánh Diệp Huyên thu nhẫn về cáo từ. Sứt lời, hắn liền muốn rời đi, nhưng ông lão kia lại đột nhiên cất tiếng, "Cậu muốn tới Táng Thiên Trường thành sao?" Diệp Huyên dừng bước, "Sao ông lại biết?" Ông lão thản nhiên nói, "Không chỉ mỗi mình thương hội chúng ta, chắc hẳn nhiều thế lực khác cũng biết cả rồi." Diệp Huyên nói, "Ông đừng nói với ta rằng bọn họ không muốn để ta tới đó đấy nhé." Ông lão cười lạnh, "Cậu thử nói coi." nói xong, hắn liền quay người rời đi. Ông lão nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. chương 980, Người đừng hòng. Sau khi rời khỏi thương hội vạn bảo, trong lúc Diệp Huyên đang muốn ẩn giấu khí tức của mình, nhưng lại hơi muộn màng, bởi vì đã có mấy luồng thần thức quấn chặt hắn mất rồi. Rõ ràng đám người luôn âm thầm theo dõi Diệp Huyên không muốn hắn đến táng thiên trường thành kia. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó hỏi, các vị có thể cho Diệp Huyên ta một lối đi không? Trung quanh không hề có tiếng đáp lại. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía đế khuyển, giết. Đế khuyển lập tức nhảy vọt lên, dây tiếp theo, tại vị trí cách đó hơn trăm trượng đã vang lên một tiếng hét thảm thiết, đám cường giả kia nhanh chóng lùi lại phía sau, thế nhưng có hai luồng thần thức vẫn quấn chặt lấy Diệp Huyên đế khuyển bèn quay về bên cạnh diệp huyên vẫn còn hai kẻ nữa không cảm nhận được vị trí của bọn họ diệp huyên nói khẽ xem ra bọn họ không muốn ta tới táng thiên trường thành nên dốc hết vốn liếng đây mà đế khuyển hỏi thế có đi nữa không diệp huyên cười đáp bọn họ càng không cho ta đi thì ta lại càng muốn đi đi thôi suốt lời hắn và đế khuyển liền biến mất ngay tại chỗ nhưng kể cả khi bọn họ đã rời khỏi thành nhưng hai luồng thần thức kia vẫn quấn quanh người Diệp Huyên như trước. Lúc ra tới ngoài thành, Diệp Huyên đột nhiên cất tiếng hỏi, "Đế khuyền tiền bối, ngươi cho ta ngồi trên người nhé." Có vẻ tốc độ khá nhanh đó. Đế khuyền tức giận, "Ngươi đừng hòng." Đế khuyền cảm thấy khó hiểu, vì sao lại thế? Đế khuyền hầm hè nhìn Diệp Huyên, "Ngoài tộc trưởng ta, chưa một kẻ nào ngồi trên mình ta cả." Sau khi Diệp Huyên rời khỏi rất nhiều cường giả trong thành cũng lũ lượt đi theo. Đối với họ, Diệp Huyên chẳng khác nào miếng vàng nóng bỏng tay, ai cũng muốn nhưng lại sợ bị bỏng, song càng không cam lòng từ bỏ dễ dàng. Bảo vật đứng đầu bảng treo thưởng tinh tế. Nó không còn là thần khí nữa, mà đã là một bảo vật vượt qua tất cả thần khí. Chương 981, tại sao không dùng truyền tống trận? Điều quan trọng nhất chính là bây giờ diệp huyên mới chỉ ở ngự khí cảnh thế nên mọi người lại càng không thể buông tha cho hắn vì họ có hy vọng có khả năng chiếm được tất nhiên sau khi những chuyện diệp huyên làm ở quỷ môn được truyền ra ngoài đã có một vài thế lực lặng lẽ chọn cách từ bỏ dù bảo vật có tốt tới đâu nhưng nếu không còn mạng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết có người từ bỏ có kẻ không cam tâm bách hiểu các trong một gian phòng ở tầng cao nhất bách lý tiên đang ngồi cạnh cửa sổ ở vị trí này nàng ta có thể quan sát được gần hết khung cảnh của thành vị ương một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía sau bách lý tiên bách lý tiên hờ hững cất tiếng nói đi người kia báo cáo đã điều tra rõ ràng những kẻ âm thầm đi theo hắn có bạch y môn còn cả thế gia đứng đầu nam vực nhà họ hoàng phủ ngoài ra còn có hai thế lực thần bí khác Bách Lý Tiên nhíu mày, thế lực thần bí. Người kia trầm giọng, đúng vậy, vẫn chưa biết cụ thể, nhưng thuộc hạ cho rằng, có lẽ không phải thế lực trên tinh vực vị ương chúng ta. Bách Lý Tiên nói, không có cách nào điều tra được sao. Người kia lắc đầu, thật sự không tra ra được, ngay cả lão Lê Đích Thân ra mặt cũng không thể tra được đối phương. Nghe vậy, Bách Lý Tiên bèn nhíu mày thật chặt. Lão Lê, từ đó có thể tưởng tượng được táng thiên trường thành này xa đến thế nào. Trên đường, đột nhiên đế khuyển hỏi tại sao không dùng truyền tống trận. Trước khi đi, Diệp Huyên cũng đã nghe ngóng, vị ương thành có truyền tống trận có thể trực tiếp đến thẳng Nam Vực, nhưng hắn lại không lựa chọn dùng truyền tống trận. chương 982, cứ việc thử. Diệp Huyên khẽ nói, đoạn đường này cứ xem như là tu luyện đi. Tu luyện, sau khi hắn đạt đến ngự khí cảnh thì vẫn cần phải nghiên cứu kỹ càng cảnh giới này thêm, nhất là vận dụng khí, hắn hy vọng có thể đạt đến cực hạn. Đế khuyển liếc nhìn Diệp Huyên, cũng đúng, đi theo ngươi, ta cũng cần phải tu luyện chút mới được, nếu không có chết thế nào cũng chẳng biết được. Diệp Huyên Đế khuyển bay trên không, còn Diệp Huyên ngự kiếm bay, đứng trên kiếm, Diệp Huyên nhắm hai mắt bình tĩnh tập trung. Khí, nơi nào cũng có khí. Khí biến cảnh là chỉ về cảm nhận được khí, còn ngự khí cảnh là điều khiển được khí sau đó lại vận dụng nó. Rất nhiều võ giả đều làm được điều này, thế nhưng chưa có ai làm được đến cực hạn. Cũng giống như Diệp Huyên, trước đây, khi cảnh giới tụt xuống khí biến cảnh, hắn mới phát hiện, thì ra bản thân có thể làm được tốt hơn, chỉ là có đôi lúc mọi người đều thường buông thả bản thân mình, hoặc có thể nói là không quá khát khe với bản thân tàn nhẫn với bản thân một chút, chắc chắn sẽ nhận được lợi ích bất ngờ. Xung quanh, luồng khí bắt đầu chuyển động, Diệp Huyên có thể cảm nhận được rõ, rất nhanh chóng, bên người hắn đã xuất hiện 50 thanh kiếm khí, mỗi một thanh kiếm đều do khí ngưng tụ mà thành, giống như thanh kiếm thật sự. Đột nhiên Diệp Huyên nhìn về phía đế khuyển cách đó không xa, tiền bối, có thể để ta thử được không? Diệp Huyên trầm mặc. Vốn dĩ, hắn nghĩ kiếm khí này của mình đã đủ mạnh rồi, nhưng bây giờ xem ra là do hắn nghĩ nhiều thôi. Lúc này, đột nhiên đến khuyển nói, người lấy ta ra để luyện kiếm, người có bị ngốc không vậy? Diệp Huyên nhìn đế khuyển, đế khuyển nói, thân xác ta còn mạnh hơn cả long tộc, kiếm khí của ngươi sao có thể làm ta bị thương? chương 983, quá vội, quá sức rồi. Diệp Huyên hỏi lại, nếu như kiếm khí có thể làm ngươi bị thương thì sao? Đế Khuyển lắc đầu, kiếm khí đơn thuần thì tuyệt đối không thể. Diệp Huyên khẽ nói, nếu như có thể thì sao? Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên, một tia kiếm khí lại xuất hiện. Hắn bắt đầu nén kiếm khí, điên cuồng nén ép, nhưng rất nhanh chóng. ầm, uhm. kiếm khí đột nhiên vỡ vụn hóa thành luồng khí rồi biến mất. Diệp Huyên sửng sốt. Đế Khuyển ở bên cạnh nói, quá vội, quá sức rồi diệp huyên như suy nghĩ gì đó một lát sau hắn tiếp tục đam mỹ hài cứ như vậy hắn cứ một lần lại một lần nén kiếm khí nhưng gần như đều thất bại cô đặc kiếm khí mặc dù chất lượng sẽ được nâng cao nhưng khí lại không chịu đựng được kiểu cô đặc này diệp huyên trầm mặc nhìn thanh kiếm khí trước mặt tại sao không nâng cao chất lượng của khí đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu diệp huyên Diệp Huyên chấn động dữ dội, hắn đảo qua, thanh kiếm khi đó lập tức biến mất. Sau đó tay phải hắn chụp về phía trước, lập tức xung quanh đã có vô số luồng khí như thủy triều dồn về phía hắn. Những luồng khí đó nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ thành hình dáng thanh kiếm, trong chốc lát, vô số khí đã ngưng tụ thành một thanh kiếm. Ở chính giữa, có một âm thanh bén nhọn xé rách không trung vang lên rõ ràng. Cách đó mười mấy mét, một luồng kiếm quang trong chớp mắt đã chém vào người đế khuyển. ầm, um, Một tiếng nổ chói tai đột nhiên vang lên, nơi kiếm chém vào có tia lửa bắn khắp nơi. chương 984, nhà họ Hoàng Phủ. Đế khuyển nhíu mày, bởi vì ở chỗ bị chém vào có một vết kiếm khá nông. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Diệp Huyên vui mừng, bởi vì hắn làm được rồi. Tiếp tục ngưng tụ, diệp huyên lại ngưng tụ hết lần này đến lần khác mỗi một lần kiếm khí được ngưng tụ lại cứng cáp hơn lần trước rất nhiều mà cùng lúc đó uy lực qua mỗi lần cũng càng lúc càng mạnh hơn dọc đường đi đế khuyển luôn đề phòng bởi vì nó cảm nhận được xung quanh có một vài hơi thở không rõ ràng thế nhưng những hơi thở này vô cùng mờ nhạt ngay cả nó cũng không nắm được vị trí chính xác của đối phương diệp huyên cũng biết nhưng lúc này hắn không còn cách nào khác không thể không nói, tình thế hiện tại của hắn vô cùng bị động. Cứ như vậy, ba ngày sau, cuối cùng Diệp Huyên và Đế Khuyển cũng tiến vào Nam Vực. Diệp Huyên nói, phía trước là Nam Thiên Thành, bên trong có truyền tống trận có thể đi thẳng đến Táng Thiên Trường Thành, chúng ta đi vào trong thành thôi. Đế Khuyển thấp giọng nói, đúng vậy, phải mau chóng đến được Táng Thiên Trường Thành. Diệp Huyên trầm mặc trong chốc lát sau đó đưa Đế Khuyển đi đến một quán rượu, sau khi họ đi vào tử lâu, một thanh niên vội ra nghênh đón, Diệp Huyên cười nói, muốn hỏi chút chuyện, còn đài truyền tống nào đi thẳng đến táng thiên trường thành không? Thanh niên nhìn Diệp Huyên có chút cảnh giác, lúc này Diệp Huyên gập ngón tay một chút, một chiếc nhẫn rơi xuống trước mặt thanh niên nọ, gã vừa nhìn thì sáng mắt ngay, sau đó vội nói có, thông đến táng thiên trường thành ngoại trừ đài truyền tống, còn có nhà họ Hoàng Phủ, trong nhà bọn họ có đài truyền tống, không chỉ có thể đi đến Táng Thiên Trường Thành mà còn có thể đi thiên vực với cả Nam vực. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhà họ Hoàng phủ. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, các hạ chắc không phải là người Nam vực nhỉ? Chương 985, chính là muốn ra tay. Diệp Huyên gật đầu. Thanh niên cười nói, thảo nào, nhà họ Hoàng phủ này là thế gia lớn đứng đầu của Nam vực chúng tôi, nếu như các hạ muốn đến Táng Thiên Trường Thành ngoại trừ đi đài truyền thống thì chỉ có thể đến nhà họ hoàng phủ đi nhờ nhà họ hoàng phủ diệp huyên khẽ gật đầu hiểu rồi đa tạ thanh niên vội cười nói chuyện nhỏ thôi diệp huyên gật đầu quay người rời đi cùng đế khuyển bên ngoài tử lâu diệp huyên khẽ nói nhà họ hoàng phủ đế khuyển nói đi sao diệp huyên trầm giọng mặc kệ thế nào thì cũng phải đi một chuyến bằng không nếu chúng ta mà tự đi đến táng thiên trường thành thì e là sẽ lành ít giữ nhiều đế khuyển nói ta không hiểu tại sao bọn chúng không ra tay vào lúc này diệp huyên khẽ nói hoặc là đang đợi cái gì đó chăng đế khuyển nhìn diệp huyên lần này có thể đối phương nghiêm túc thật diệp huyên trầm mặc từ khi bắt đầu đến giờ sở dĩ đối phương chưa từng ra tay có thể là đang đợi đợi xem hắn còn lá bài tẩy nào không mà bây giờ hắn sắp đến táng thiên trường thành rõ ràng đối phương đã không muốn đợi tiếp nữa rồi không muốn chờ đợi thì chính là muốn ra tay mà một khi đối phương ra tay nhất định sẽ chuẩn bị chu toàn bởi vì trước đó hắn đã để lộ quá nhiều đối phương có lẽ đã biết rất rõ thực lực của hắn và đế khuyển diệp huyên cười đáp rời thành nói xong hắn dẫn đế khuyển đi ra ngoài thành Bên ngoài thành, Diệp Huyên mở tay phải ra, thanh kiếm tiên linh xuất hiện trong tay hắn, sau đó, hắn cầm kiếm đâm mạnh xuống đất. Giang giác, chương 986, 24 cao thủ thánh cảnh. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trong vòng trăm trượng xung quanh lập tức nứt toác. Diệp Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, cười nói các vị, đừng trốn nữa. Muốn Diệp Huyên ta đây chết thì xuất hiện hết đi. Xung quanh không chút động tính, Diệp Huyên đang định nói tiếp thì ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một ông lão. Ông lão này trùm áo choàng đen toàn thân, không nhìn thấy diện mạo thật sự. Diệp Huyên cười nói, chịu xuất hiện rồi. Người áo đen nói, Diệp Huyên, chúng ta cũng không muốn đối đầu với ngươi, chỉ muốn ngươi để lại bảo vật kia thôi, rồi chúng ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Huyên khẽ cười, nếu ta không để lại thì sao? Người áo đen lắc đầu, Diệp Huyên, mấy ngày nay chúng ta đã sát ngươi rất lâu. Ngươi cũng chẳng phải là kẻ ngu xuẩn, nên biết rõ nếu ngươi giữ lại bảo vật kia thì sẽ chỉ đem lại hỏa sát sinh cho mình thôi. Ngươi là người thông minh nên biết đưa ra lựa chọn thế nào. Diệp Huyên cười nói, ta giao ra bảo vật kia thì các người thật sự sẽ cho ta một con đường sống sao. Người áo đen nói, chúng ta chỉ muốn bảo vật kia, nếu như ngươi giao ra thì lão phu có thể đảm bảo với ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay." Diệp Huyên lắc đầu, "Các người sẽ không buông tha ta." Nói đến đây, ông ta hơi dừng lại rồi nói tiếp, "Hoặc ngươi nên nhìn thực lực của chúng ta một chút, có lẽ như vậy thì ngươi sẽ thay đổi lựa chọn của mình." Vừa dứt lời, bỗng nhiên sau lưng ông ta xuất hiện 12 người áo đen, cùng lúc đó, sau lưng Diệp Huyên và Đế Huyền cũng có thêm 12 người áo đen. Những người áo đen này toàn bộ đều là thánh cảnh 24 cao thủ thánh cảnh. chương 987, nơi đó vô cùng phức tạp. Lúc này đế khuyển cũng biến sắc. Sắc mặt Diệp Huyên cũng khẽ thay đổi, các người đúng là coi trọng ta đấy, mẹ nó, như vậy cũng ức hiếp người quá đáng rồi. Nói đến đây, hắn nhìn đế khuyển, người thấy thế nào? Vẻ mặt đế khuyển vô cảm, người thấy thế nào? Diệp Huyên hơi do dự, ngay sau đó, hắn lập tức bay ra sau lưng đế khuyển, còn thấy cái gì nữa? Mẹ nó mau giúp thôi. Đế khuyển. Nghe Diệp Huyên nói vậy, đế khuyển xứng người. Ngay sau đó, nó quay người, biến mất nhanh chóng nơi chân trời mờ mịt. Ở nơi xa, đám người áo đen đều ngẩn người. Chạy rồi. Cứ vậy mà chạy à. Thật ra, dù bọn họ có 24 cao thủ thánh cảnh nhưng ban nãy, bọn họ đều vô cùng đề phòng, bởi họ sợ Diệp Huyên còn có lá bài tẩy. Vì vậy tất cả đều đang đề phòng, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Thế nhưng, bọn họ không ngờ rằng Diệp Huyên và Đế Quyền lại trực tiếp chạy trốn thế này. Trong khoảng thời gian vừa rồi, đám người này luôn âm thầm quan sát Diệp Huyên, hắn cũng không phải là người hèn nhát. Thế mà lúc này, Diệp Huyên lại chạy thẳng đi như vậy sau khoảng hai khắc im lặng thì người áo đen đột nhiên nói, đuổi theo. Vừa dứt lời, 24 người lập tức biến mất. Tiên hiệp hay. Nơi cuối chân trời bao la, Diệp Huyên ngồi trên lưng đế khuyển, đế khuyển một đường chạy như điên. Không thể không nói, khi đế khuyển dồn toàn lực tăng tốc thì tốc độ vô cùng kinh khủng, ít nhất thì cao thủ thánh cảnh bình thường chắc chắn sẽ không đuổi kịp. Trong không chung, Diệp lừa đảo, chúng ta chạy như vậy có phải rất mất mặt không? Người có thể đánh được 20 thánh cảnh không? Nếu được thì chúng ta quay lại đánh khô bọn họ. Dựa vào cái gì mà ta phải đánh 20 người? Nếu không thì đánh 19 người cũng được, ta đánh 5 người. Người có chút mặt mũi một chút được không? Đừng nói nữa, bọn họ đuổi kịp rồi. Chạy mau lên. Ở vị ương thành. Trong vị ương cung, cung chủ đang đứng phía trên cung điện vị ương cung, nàng ta nhìn về nơi cuối chân trời, chẳng biết đang nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, vị ương thiên vung tay phải, trên không trung xuất hiện một cung điện tinh không hư ảo, nàng ta đi vào, bên trong điện này có sáu cái ghế. chương 988, vị ương thiên. Chẳng mấy chốc, một ông lão cũng bước vào trong điện, ông lão mặc áo choàng dài trơn, dáng người gầy ốm nhưng thân thể lại thẳng tắp, hai hàng lông mày thật dài dài đến dưới lồng ngực dưới chân mang một đôi giày vải rất bình thường sau khi ông lão đi vào trong điện thì khẽ gật đầu với vị ương thiên sau đó đi đến một bên ngồi xuống vị ương thiên nói thanh nông huynh vẫn đến sớm thế à ông lão tên thanh nông khẽ cười ta không thích để người khác phải đợi mình nói xong ông ta nhìn sang mấy ghế bên bên phải có chút ngạc nhiên hỏi cung chủ có thêm người sao? Vị ương thiên gật đầu, môn chủ quỷ môn, Lý Trường Phong. Nghe vậy, Thanh Nông khẽ nói, thảo nào. Lúc này lại có thêm một người đi vào, đó là một cô gái, người này chính là Bách Lý Tiên. Đạo nhân Thanh Nông gật đầu chào hỏi, Bách Lý Tiên cũng gật đầu đáp lại. Sau đó, nàng ta đến vị trí của mình ngồi xuống. Qua một chập, lại có một người đàn ông đi vào, người này chính là Lý Trường Phong vừa mới đột phá không lâu. Lý Trường Phong đi vào thì ôm quyền chào hỏi ba người trong điện rồi cũng đi đến một bên ngồi xuống. Trong điện vẫn còn hai ghế trống. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, vẫn không có ai đến. Vẻ mặt vị ương thiên không thay đổi, ngay sau đó nàng ta lại đột nhiên biến mất. Thấy vậy, mấy người thanh nông với bách lý tiên trong điện đều mang sắc mặt đều u ám bọn họ biết là vị cung chủ vị ương cung này đã tức giận thật rồi trong chốc lát vị ương thiên đã đến thánh địa nàng ta vừa đến nơi thì đột nhiên một âm thanh vang lên cung chủ vị ương chợt vị ương thiên dẫm mạnh chân phải ầm toàn bộ thánh địa chấn động dữ dội mặt đất bắt đầu nứt ra hàng loạt vị ương thiên một âm thanh vang lên từ nơi sâu thẳm trong thánh địa và rồi một luồng khí mạnh mẽ bùng lên đánh thẳng về phía Vị Ương Thiên. Trong không trung, Vị Ương Thiên giơ tay vỗ xuống. Ầm. Uhm, người đàn ông trung niên lùi lại mấy mét, mà đại điện thánh cung của thánh địa sau lưng hắn ta đã bị phá nát. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ở phía xa, Vị Ương Thiên lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trung niên, mục tu nhiên ta biết ngươi đã đột phá, ngươi muốn thử không? Nếu ngươi thua, ta sẽ giết sạch người bên thánh địa của ngươi. chương 989, ngươi đã gặp hắn. Người đàn ông tên Mục Tu Nhiên chừng mắt nhìn vị ương thiên trầm chằm, rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Vị ương thiên không nói, đã giơ tay đánh ra một quyền. Mục Tu Nhiên biến sắc, cũng đánh ra một quyền như vậy. Âm! Uhm, cả bầu trời chấn động dữ dội, Mục tu nhiên liên tục lùi về sau mấy chục mét. Mục tu nhiên chừng mắt nhìn vị ương thiên, nàng ta lạnh lùng nhìn mục tu nhiên, từ giờ phút này, bất kỳ người nào của thánh địa cũng không được rời thánh địa một bước, kể cả ngươi, mục tu nhiên, nếu không ta sẽ tiêu diệt hết các ngươi. Vừa dứt lời, nàng ta đã biến mất. Trên không, sắc mặt mục tu nhiên vô cùng khó coi sau khi vị ương thiên rời khỏi thánh địa thì nàng ta trực tiếp xuất hiện ở một con đường nào đó trong vị ương thành. Đường phố rất hiên tĩnh, chỉ có một cô gái đeo một túi vải nhỏ đang vẽ tranh trên vách tường. Vị ương thiên đi đến trước mặt đối phương, cô gái cười nói, chúc mừng thực lực của cung chủ lại tăng thêm. Vị ương thiên đến gần, nàng ta nhìn sang tranh vẽ trên tường. Bức tranh này là một đóa hoa, hoa sen trắng trông sinh động như thật vị ương thiên nhìn đóa hoa đó mà không nói gì. Đột nhiên cô gái cất bút, cười nói cung chủ, người không sợ chọc giận cái tên kia trong thánh địa, rồi hắn ta đem theo thánh địa đi nhờ và ma kha tộc sao. Vị ương thiên thản nhiên nói, hay là ngươi đi mượn hắn ta mười lá gan đi. Vị ương thiên không nói gì. Lúc này, cô gái bỗng nói, mấy tháng trước, ta đã đi qua ma kha tộc. Vị ương thiên khẽ nói, họa sư, Nhớ cho kỹ, ngươi là người của Tinh vực Vị Ương. Người phụ nữ cười nhẹ, chính vì như vậy mà Tinh vực Vị Ương mới không bị thất thủ. Chương 990, rất nghiêm trọng sao? Vị Ương Thiên nói, tìm ngươi có chuyện cần giúp. Cô gái nói, cứu tên kia à. Vị Ương Thiên đáp, ta không tiện ra tay, một khi ta ra thì các thế lực Tinh vực Vị Ương sẽ cho rằng ta muốn độc chiếm bảo vật kia, lúc đó Tinh vực Vị Ương sẽ có nội loạn. Cô gái cười nói, mà nếu như ta ra tay thì sẽ không có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Vị ương thiên gật đầu. Họa sư nhìn vị ương thiên, thật tò mò tại sao ngươi lại giúp hắn ta. Vị ương thiên nói, ta lựa chọn không trả lời. Họa sư cười nói, vậy ta lựa chọn không giúp. Vị ương thiên quay người rời đi. Họa sư khẽ cười rồi tiếp tục vẽ bước tiếp theo. Mà chính lúc này đột nhiên vị ương thiên lại nói, họa sư, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, hai chúng ta đánh một trận đi. Nói thật đó, ta muốn đánh ngươi lâu rồi. Nói xong, nàng ta liền biến mất. Họa sư đứng tại chỗ, lắc đầu khẽ cười, tiếp tục vẽ tranh. Tại Bắc Vực, học viện đạo nhất dưới lòng đất, bên trong cung điện. Cô gái hỏa diễm ngồi xếp bằng dưới mặt đất, xung quanh người nàng ta tỏa ra ngọn lửa nóng rực. Cô gái này chính là đạo tắc tầng 4 viêm già. Mà cách viêm già không xa là sư tôn của Diệp Huyên, Việt Kỳ. Lúc này đột nhiên viêm già đứng lên, Việt Kỳ nhìn nàng ta, hồi phục rồi sao? Viêm già khẽ gật đầu, ta phải đi rồi, người muốn đi cùng ta không? Viêm già khẽ nói, đâu chỉ nghiêm trọng, tên kia đã từng giao đấu với tháp giới ngục, mặc dù thua nhưng ngươi không biết như vậy có nghĩa là gì đâu. Việt Kỳ trầm giọng nói, hắn gặp nguy hiểm. Viêm già gật đầu, vô cùng nguy hiểm. Việt Kỳ đáp, hắn rất biết cách lừa gạt. chương 991, vậy cùng nhau đi tìm. Viêm già liếc mắt nhìn Việt Kỳ, người cho là ai cũng bị lừa sao. Ta nhất định phải đi tìm đạo tắc thứ năm, chỉ có nó mới có thể ngăn được tầng thứ năm, hy vọng còn kịp. Nói xong, nàng ta nhìn Việt Kỳ, người đi cùng ta không? Việt Kỳ khẽ nói, muốn, nhưng sợ liên lụy đến ngươi. Viêm già cười nói, không đâu. Việt Kỳ gật đầu, vậy cùng nhau đi tìm. Viêm già giữ Việt Kỳ, đi. Vừa dứt lời, hai người lập tức biến mất không thấy đâu. Đạo tắc thứ năm là gì? Một tên rất đáng ghét, cũng là một tên mặt dày vô cùng, dày chẳng kém gì Diệp Huyên tại Nam Vực. Trên không, Diệp Huyên ngồi trên lưng đế khuyển chạy điên cuồng một đường, mà sau lưng hai người, những cao thủ thánh cảnh kia vẫn đuổi theo như cũ. Trên lưng đế khuyển, đột nhiên Diệp Huyên nói, đế huynh, phải làm sao ngươi mới có thể phục hồi thực lực của chính mình đây? Đế khuyển lạnh giọng, bây giờ ngươi đừng có đẩy lên đầu ta nữa. Tại sao, Diệp Huyên không hiểu? Đế khuyển nói, nội đan ta bị vỡ nát, trừ phi nội đan được tái hợp lại thì mới có thể thi triển được thần thông thiên bẩm của bản thân, mà muốn nội đan tái tạo lại, phải cần ít nhất là trăm năm. Trăm năm Vẻ mặt Diệp Huyên khẽ nhân lại, một trăm năm, không còn cách nào khác sao. Đế khuyển đáp, có. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên và đế khuyển cùng đi tới một vùng biển, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ từng hòn đảo trên biển. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, đế huynh có thể cắt đuôi bọn họ được không? Đế khuyển lắc đầu, không cắt được. chương 992, cực kỳ không cam tâm. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, sao lại thế? Đế khuyển trầm giọng, phía trước ta có mấy hơi thở không rõ. Nghe thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống, ý huynh là đối phương có thể đã vượt qua cảnh giới thánh cảnh đế khuyển gật đầu cho dù chưa hơn thánh cảnh thì ít nhất cũng phải mạnh hơn lý trường phong hồi còn ở giai đoạn thánh cảnh với những người như thế cùng lắm ta cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian sau đó nó thoáng chốc ngập ngừng rồi lại nói tiếp ngươi thử nghĩ cách nào coi cách nào ư diệp huyên cười khổ sao hắn có cách nào được chứ cách duy nhất chính là đồng vu quy tận cùng đám người kia thôi nhưng nếu làm vậy thì hắn không cam tâm chút nào cực kỳ không cam tâm nói thực thì nhiều lúc hắn cũng sợ chết lắm tất nhiên nếu vào lúc bắt buộc phải chết thì diệp huyên hắn có thể làm tất thảy mọi chuyện lúc này đế khuyển đột nhiên lên tiếng cũng chẳng biết tại sao bọn họ chưa ra tay nữa diệp huyên im lặng hắn cũng không biết vì sao đối phương vẫn chưa hành động rốt cuộc những kẻ này đang chờ cái gì Đế khuyển đột nhiên bảo, nhóc con, hay là ngươi gọi tỷ tỷ ngươi tới đi. Giản tự tại. Diệp Huyên thầm cười khổ, hắn cũng muốn gọi lắm chứ bộ. Có đại tỷ giản tự tại ở đây, thì mấy kẻ xung quanh chả là gì sất. Thế nhưng hắn cũng không biết liên hệ với giản tự tại bằng cách nào. Diệp Huyên lại nói, thế nên lần này chúng ta phải tự mình giải quyết. Đế khuyển nhìn về phía Diệp Huyên, giải quyết kiểu gì? Người đánh 20 tên, đám còn lại giao cho ta xử lý nhé, thấy sao? Diệp Huyên Đế huyền thấp giọng thở dài, đánh không lại, không chỉ có vậy, mà ngay cả chạy cũng chẳng thể chạy thoát. chương 993, hắn không còn đường lui rồi. Sứt lời, nó lại nhìn Diệp Huyên, chẳng phải ngươi có nhiều ý tưởng độc lạ lắm sao? Nhanh nhanh nghĩ một cái coi nào. Diệp Huyên trầm mặc, lúc này trong đầu hắn đang nghĩ, nếu mình khởi động tháp giới ngục một lần thì không biết sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ chẳng có gì hay ho. Sau một thoáng im lặng, Diệp Huyên đột nhiên vỗ khẽ lên lưng đế khuyển, đế huynh, dừng lại đi. Đế khuyển hỏi, người chắc chắn chứ? Diệp Huyên gật đầu. Đế khuyển lập tức dừng lại. Khi nó vừa dừng lại chưa tới ba hơi thở thì một đám người liền vây kín bốn phía xung quanh họ, kẻ cầm đầu chính là tên áo đen hồi trước hắn ta nhìn chầm chầm Diệp Huyên, sao, không chạy nữa à? Diệp Huyên cười nói, không muốn chạy nữa thôi. Kẻ áo đen chậm rãi nắm chặt tay phải, mặt biển bên dưới đột nhiên chấn động. Có thể thấy rõ đối phương đang muốn ra tay luôn lúc này. Đế khuyển đột nhiên nói, nhóc con, người có cao chiêu gì à? Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, chẳng có cao chiêu gì hết, chỉ là ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục chạy như thế, cũng không có ý nghĩa gì, dù sao cũng đâu chạy thoát. Nếu đã chạy không thoát thì chi bằng đánh một trận thật sảng khoái thì hơn. Đế huynh, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, đợi lát nữa chúng ta cưa đôi nhé, được không? Đế khuyển im lặng một thoáng, sau đó bật cười ha ha, được, vậy chúng ta cứ đánh một trận thật sảng khoái nào. Lời vừa dứt, nó lập tức nhảy bật lên, vọt về phía lão già mặc áo đen cách mình không xa lão già mặc đồ đen bỗng nhiên đánh ra một trường. Quỳnh! Chân trời chấn động mạnh, lão ta và đế khuyển đều bị đánh giật lùi vài bước, nhưng đế khuyển nhanh chóng lao về phía lão già đồ đen đó thêm lần nữa. Cho dù nó nhanh chóng bị mười mấy cường giả thánh cảnh ngăn cản, và thế là, đế khuyển bị vây đánh hội đồng. Phía Diệp Huyên cũng có mười mấy tên thánh cảnh vây quanh. Mười mấy kẻ này không hề xuất chiêu, nhưng hơi thở của bọn họ đều đang khóa chặt lấy diệp huyên chỉ có cách đánh một trận thôi diệp huyên ngửa lòng bàn tay ra một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện vào giây phút ấy đám cao thủ thánh cảnh bao vây xung quanh đều đồng loạt nâng cao cảnh giác bọn họ biết rõ thực lực của diệp huyên thế nào mà phải biết rằng lúc diệp huyên ở quỷ môn hắn đã giết cao thủ thánh cảnh vô cùng dễ dàng chương 994, không thể sử dụng thêm được nữa. Bởi vậy, bọn họ tuyệt đối không dám coi thường cái người tên Diệp Huyên này. Sau khi Diệp Huyên gọi kiếm ra nhưng cũng không hề ra tay luôn, bởi vì mười mấy kẻ trước mắt hắn đã tụ khí thế lại, chỉ cần hắn hơi động đậy một cái thì bọn họ sẽ đồng loạt ra tay. Mười tên cao thủ thánh cảnh cũng không hề ra tay, mà đang chờ đợi Diệp Huyên suốt chiêu trước. Người nào ra tay trước thì sẽ lộ sơ hở trước. Ở phía bên kia, đế khuyển và 10 cao thủ thánh cảnh khác đang giao chiến vô cùng kịch liệt. Từng hòn đảo bên dưới đều bị lực xung kích phát ra từ cuộc chiến giữa họ chấn vỡ. Vô số cột nước biển giấy lên cao, hóa thành từng luồng thủy triều bao phủ khắp bốn phía. Tay phải của Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm, nếu lúc này trước mặt hắn chỉ có một kẻ, hắn có thể chắc chắn chém chết được một tên thánh cảnh. Nhưng lại có đến 10 kẻ liên thủ với nhau, nên hắn cũng không thể nắm chắc. Tình trạng này cứ thế kéo dài chừng một khắc, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, thanh kiếm trong tay hắn chẳng biết đã biến thành kiếm chấn hồn từ bao giờ. Vào giây phút kiếm chấn hồn xuất hiện, cách phía bên phải mấy chục trượng, một tên cao thủ thánh cảnh đột nhiên ngã thẳng xuống. Cùng lúc đó, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết vang lên từ chính giữa vòng vây. Thu hồn Đương nhiên Diệp Huyên không quên những lời tiểu hồn đã từng nói, đó là trong một khoảng cách nhất định, nàng ấy có thể trực tiếp hấp thu hồn phách của một cao thủ, tất nhiên vẫn cần lấy Diệp Huyên hắn làm chất dẫn. Sau khi kiếm chấn hồn giết chết một tên thánh cảnh chỉ trong chớp mắt, Diệp Huyên cũng không hề dừng tay. Giây tiếp theo, hắn cầm lấy thanh kiếm, chém mạnh về phía cao thủ thánh cảnh cách mình không xa. Sắc mặt tên cao thủ thánh cảnh kia đột ngột thay đổi, gã nhanh chóng lùi về phía sau, thế nhưng vẫn bị ngã thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, một luồng sáng màu đen chui thẳng vào trong kiếm trấn hồn. Xiết chết hai cao thủ thánh cảnh chỉ trong giây lát. Song sắc mặt Diệp Huyên lại vô cùng tái nhợt. Đến cực hạn mất rồi. Diệp Huyên cố đè nén cảm giác khó chịu trong người, hắn vẫn nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhếch miệng cười, ai lên tiếp. Sứt lời, hắn cầm kiếm chấn hồn, gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình. Xung quanh Diệp Huyên lúc này cực kỳ tĩnh lặng không một kẻ nào trong đám cao thủ thánh cảnh kia dám động đầy. chương 995, đây là chơi trò gì vậy? Chỉ vào ai là người đó chết, địch, thế thì còn ai dám động nữa chứ? Diệp Huyên cười lạnh, các người có biết ta là ai không? Không biết sao, nào, chúng ta ngồi xuống từ từ trò chuyện. Ta sẽ nói cho các người biết rốt cuộc ta là ai, sau lưng ta có người nào. Vừa nói, hắn vừa âm thầm điên cuồng hấp thu tử nguyên tinh trong ngực hắn ta đang kéo dài thời gian đấy đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên nghe thấy vậy khóe miệng diệp huyên hơi dần giật, giật còn đám cao thủ thánh cảnh trước mặt hắn lại khẽ liếc nhau muốn rủ ra tay một thể đúng lúc này thanh kiếm chấn hồn trong thanh diệp huyên đột nhiên biến mất giây tiếp theo một thanh kiếm mới xuất hiện trước mặt hắn chính là thanh kiếm ở trên đỉnh tháp kia sau khi thanh kiếm đó xuất hiện, cả đất trời xung quanh đồng loạt biến sắc. Cùng lúc đó, một luồng kiếm thế ngập trời hiển hiện, tám cao thủ trước mặt Diệp Huyên đều hoảng hốt trong lòng, liên tục lùi nhanh hơn trăm trượng. Bọn chúng gắt gao nhìn chầm chầm thanh kiếm trước mặt Diệp Huyên, trong mắt lộ rõ vẻ e dè. Còn e dè hơn cả lúc nhìn thấy thanh kiếm chấn hồn lúc trước. Diệp Huyên nhìn tám tên cao thủ thánh cảnh trước mặt, thản nhiên nói có biết đây là kiếm gì không? cả đám nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một thoáng rồi nói, đây chính là kiếm bản mệnh. Là kiếm bản mệnh được tạo ra vì Diệp Huyên ta đó. Thanh kiếm trước mặt hắn đột nhiên khẽ rung, từng âm thanh phát ra đinh tai không ngừng. Hơn nữa, một luồng kiếm thế mạnh mẽ còn bao phủ xung quanh Diệp Huyên. Diệp Huyên nheo mắt, vội nhủ thầm trong lòng, cho, cho chút mặt mũi cái nào. Lúc này, thanh kiếm đột nhiên nhắm thẳng vào giữa chán hắn. Diệp Huyên. Mọi người xung quanh đều ngơ ngác. Đây là chơi trò gì vậy? Cùng lúc đó, tầng thứ năm hoàn toàn yên tĩnh lại. Diệp Huyên. Tám thánh cảnh ở phía xa đưa mắt nhìn nhau, Diệp Huyên này đang dở trò gì vậy? Diệp Huyên bình tĩnh trở lại, hắn nhìn về phía tám người, đến nào, tiếp tục. chương 996, chân trời chấn động kịch liệt. Tám người không hề ra tay không dám ra tay diệp huyên thật sự có quá nhiều thủ đoạn lúc này diệp huyên nhìn sang bên trái đế khuyển đã bắt đầu bị áp đảo dù đế khuyển mạnh thật nhưng một mình đấu với mười mấy cao thủ thánh cảnh vẫn vô cùng khó khăn nhưng vẫn may thân thể của nó rất mạnh dù những cao thủ thánh cảnh kia áp đảo được nó cũng không có cách nào lập tức giết chết nó không thể tiếp tục như thế nữa như thế sẽ rất bất lợi với đế khuyển Diệp Huyên xa sầm mặt, hắn biết mình và Đế Quyển đều không thể kéo dài được nữa, vì bọn họ không biết phía sau còn có bao nhiêu người. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tám người trước mặt, một giây sau, một thanh kiếm khí đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó thanh kiếm khí này lại lập tức biến mất. Tám người ở phía xa đột nhiên cùng lúc ra tay. ầm, uhm. tia kiếm khí kia trực tiếp vỡ tan. Diệp Huyên cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, một tiếng kiếm reo xé rách chân trời. Tám cao thủ thánh cảnh đột nhiên biến mất, ngay sau đó, kiếm quang mới xuất hiện lại vỡ tan, một bóng người liên tục lùi về sau. Bóng người này chính là Diệp Huyên. Sau khi lùi lại mấy trăm trượng, Diệp Huyên cầm kiếm khí bằng tay phải đâm về phía trước, chiêu kiếm này xuyên qua không gian di chuyển tới trước một cao thủ thánh cảnh. Nhưng một giây sau, chuôi kiếm khí này lại lập tức vỡ tan âm chân trời chấn động kịch liệt một bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyên Diệp Huyên giẫm nhẹ chân phải một cái mười thanh kiếm khí đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn một giây sau kiếm quang tung hoành ngang dọc tiếng kiếm chém xuống không ngừng vang lên Xoẹt. cao thủ thánh cảnh xông đến trước mặt hắn bị những kiếm khí nãy chém nát nhưng sau đó đã có mấy luồng sức mạnh to lớn đánh lên người hắn một đòn bẩy cao thủ liên thủ đáng sợ đến mức nào Sắc mặt Diệp Huyên thay đổi, mở tay phải ra, kiếm tiên linh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, một giây sau, hắn cầm kiếm chém một nhát về phía trước. Một chiêu kiếm chém ra, không gian lập tức bị chém đứt. Nhưng một giây sau, Diệp Huyên lại bay ra xa một lần nữa. Chương 997, trong tối còn có người. Cách vị trí ban đầu mấy trăm trượng, Diệp Huyên vừa mới dừng lại, một thanh trường thương đột nhiên đâm vào trước ngực hắn người hắn run lên một cái, liên tục lùi về sau. Lúc lùi về, tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt lấy thanh kiếm, tay phải cũng chỉ về phía trước. Phượt. Đầu của cao thủ thánh cảnh trước mặt hắn bay ra ngoài, lúc này, mấy tàn ảnh chợt hiện lên trước mặt hắn, một giây sau, Diệp Huyên nghiêng đầu tránh thoát một quyền trí mạng, nhưng hắn lại như bị trúng một đòn mạnh, lại lùi về sau một lần nữa, hắn còn chưa dừng lại, một cao thủ thánh cảnh đã đấm một quyền vào bụng hắn. Bịch! Diệp Huyên cong người bay xa gần trăm trường. Diệp Huyên vừa mới dừng lại đã cảm thấy mấy luồng sức mạnh bao phủ lấy mình. Diệp Huyên nở nụ cười dữ tợn hắn đang muốn lấy tháp giới ngục ra thì đúng lúc này, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay sau đó, người đó dỗi tay cho đám cao thủ thánh cảnh trước mặt Diệp Huyên một trường. Âm! Uhm. Một trường đánh xuống, sáu cao thủ thánh cảnh bay ra ngoài trước mặt Diệp Huyên là một con yêu thú. Đại thần tầng 2 Đại thần tầng 2 lạnh lùng nhìn sáu cao thủ thánh cảnh, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Sáu cao thủ thánh cảnh kia lùi xa trăm trượng, sau đó đứng yên ở đó. Lúc này, một ông lão áo trắng im hơi lặng tiếng xuất hiện trước mặt đại thần tầng 2. Ông lão áo trắng nhìn đại thần tầng 2, nhẹ giọng nói, chắc hẳn ngươi là lá bài tẩy cuối cùng của hắn, đúng không? Đại thần tầng 2 không trả lời ông lão áo trắng, nàng ta xoay người nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên nhếch miệng cười, đã lâu không gặp. Đại thần tầng 2 nói, mỗi lần ra ngoài ngươi đều thê thảm như vậy. Diệp Huyên cười khổ, ta cũng đâu muốn thế. Đại thần tầng 2 quay đầu nhìn một vòng xung quanh, sau đó bảo, người đi trước đi. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, vì sao, vì sao chứ? Ông đây và hắn không thù không oán, Đại thần tầng 2 nhìn Diệp Huyên, hắn muốn ra ngoài. Mà muốn ra ngoài thì phải giải quyết được ngươi trước. Diệp Huyên. Đại thần tầng 2 nhẹ giọng nói, người đi trước đi. chương 998, nếu tầng 5 không dở cho. Diệp Huyên lắc đầu. Đại thần tầng 2 hỏi, người đánh thắng sao? Diệp Huyên im lặng. Đại thần tầng 2 nói, người ở lại đây cũng vô dụng, đừng hành động theo cảm tính. Diệp Huyên trầm giọng nói, người có nguy hiểm, đúng không? Đại thần tầng 2 đáp, nếu tầng 5 không dở trò. Nói xong, nàng ta nhìn xung quanh, chỉ là một phân thân, sẽ không tổn thương đến bản thể, người đi đi. Sứt lời, nàng ta vung tay đánh tới một chỗ gần đó. ầm, uhm. Không gian chấn động, cách đó không xa, những cao thủ thánh cảnh vây quanh đế khuyển liên tục lùi về sau. Đúng lúc này, ông lão kia cũng muốn ra tay, đại thần tầng 2 xoay người dơ chân vỗ xuống. ầm, uhm. Ông lão áo trắng lập tức lùi lại hơn trăm trưởng. Mọi người đều không nhìn rõ ông lão áo trắng bị đánh lui như thế nào. Ông ta nhìn đại thần tầng 2, hít mắt, người không phải yêu thú của tinh vực vị ương ta. Đại thần tầng 2 cũng không trả lời, nàng ta quay đầu nhìn Diệp Huyên và đế khuyển, đi đi. Nếu còn lề mề nữa, ngươi không đi, ta đi." Diệp Huyên thoáng im lặng, sau đó nói, bảo trọng. Dứt lời, ông ta giẫm nhẹ chân phải, không gian xung quanh đại thần tầng 2 lập tức nứt ra, chẳng mấy chốc, không gian đã hoàn toàn bị xé rách, nhưng đại thần tầng 2 ở trong đó lại không bị làm sao cả. Cùng lúc đó, không gian bị xé rách kia lại bình thường trở lại. Thấy thế, ông lão áo trắng cau mày, "Ngươi." Đúng lúc này, đại thần tầng 2 đột nhiên biến mất, ông lão áo trắng cách đó không xa thay đổi sắc mặt, ông ta giơ hai tay về phía trước rồi nhẹ nhàng đè xuống, vạn vật tan biến. Sứt lời, hai đóm lửa đột nhiên lan tràn ra từ lòng bàn tay của ông ta, chẳng mấy chốc, cả chân trời sôi trào như bị nấu lên, sắc mặt mấy cao thủ thánh cảnh ở phía sau thay đổi, vội vàng lùi về. chương 999, trên thánh cảnh. Đúng lúc này, một tiếng gào thét vang lên trong không trung, sau tiếng giống giận dữ này thất khiếu của mấy cao thủ thánh cảnh kia đều chảy máu cùng lúc đó ngọn lửa trong hư không biến mất sạch một bóng người lùi nhanh về sau chính là ông lão áo trắng kia trong ánh mắt của cao thủ thánh cảnh ông lão áo trắng lùi khoảng mấy trăm trượng mới dừng lại ông ta vừa dừng lại một bàn tay đã đập thẳng lên đầu ông ta bùm người ông lão áo trắng lập tức nổ tung ngay cả linh hồn cũng không còn đại thần tầng hai quay đầu nhìn sang phải, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ ở đó. Đại thần tầng hai lạnh lùng hỏi, chịu ra ngoài rồi sao? Hư ảnh nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bảo vệ được hắn à? Đại thần tầng hai hít mắt, các ngươi vẫn còn người. Hư ảnh nói, ta nghĩ có lẽ ngươi chính là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Hơn nữa người âm thầm giúp đỡ hắn ở thanh thương giới năm đó là ngươi đúng không? Đại thần tầng 2 nhìn hư ảnh, không nói gì. Hư ảnh xoay người nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, lúc này, có lẽ bọn họ đã ra tay rồi. Đại thần tầng 2 nhìn hư ảnh, các người muốn bảo vật này, buồn cười là các người chẳng biết nó là thứ gì. Hư ảnh nhẹ giọng nói, đúng là không biết, vậy thì sao chứ? Đại thần tầng 2 lắc đầu, các người sẽ không biết bây giờ mình đang tự tìm đường chết đến mức nào đâu nói xong nàng ta xông tới đế khuyển nhìn ông ta lắc đầu người này là trên thánh cảnh trên thánh cảnh diệp huyên cười nói các ngươi đúng là xem trọng ta quá người đàn ông trung niên cười nói theo dõi ngươi đã lâu đương nhiên chúng ta sẽ không ngu tới mức phái một đám tép siêu đến cho ngươi rèn luyện hoặc là không ra tay hay là ra tay toàn lực chương một nghìn tầng năm muốn ra ngoài ư Diệp Huyên cười khẽ, hay cho câu ra tay toàn lực. Sứt lời, hắn nhảy đến trước mặt người đàn ông trung niên, đế huynh, chuyện phía sau phải nhờ huynh rồi. Nói xong, một cái tháp nhỏ xuất hiện ở giữa lông mày hắn. Diệp Huyên vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười này có hơi dữ tận, ta cũng sẽ dốc hết sức, dốc hết sức đồng quy vô tận. Đồng quy vô tận. Diệp Huyên cũng không muốn chết, nhưng lúc này, hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Khi không thể không chết, thì sao mình không kéo theo mấy kẻ chết chung chứ? Liều thôi. Sau khi tháp giới ngục xuất hiện, sắc mặt của đế khuyển ở cách đó không xa lập tức thay đổi, nó vẫn luôn rất e sợ cái tháp này của Diệp Huyên. Khi nhìn thấy ngọn tháp nhỏ ở giữa lông mày Diệp Huyên, vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên rất nặng nề. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên sử dụng tháp giới ngục, tầng 5 đột nhiên chấn động dữ dội. Trong tầng 1, Tiểu Linh Nhi chớp mắt, sau đó, cô bé chạy đến ôm chặt lấy thanh kiếm ở giữa đỉnh tháp, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Chẳng mấy chốc, tầng thứ 5 dần rung lên. Bên ngoài, Diệp Huyên đột nhiên cau mày, vì tháp giới ngục vẫn không ra ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, cả tòa tháp giới ngục đột nhiên rung lên, Diệp Huyên lập tức như bị trúng một đòn mạnh, thất khiếu chảy máu. Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên ngã xuống, vào khoảnh khắc ngã xuống, hắn cảm thấy trong người mình như có thứ gì đó đang lăn lộn. Tầng 5 muốn ra ngoài ư. Đúng lúc này, thanh kiếm trên đỉnh tháp đột nhiên rung lên dữ dội. Tầng 5 yên tĩnh trở lại. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 39